Xin chào các bạn. Trung Quốc đại lục chia thành 33 đơn vị hành chính, bao gồm 22 tỉnh, 5 khu tự trị, 4 thành phố trực thuộc trung ương và 2 đặc khu hành chính là Hồng Kông và Ma Cao. Trong đó Tây Tạng là khu tự trị cách biệt nhất về mặt địa lý. Nhắc đến Tây Tạng, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng nghĩ đến một vùng đất huyền bí, nằm ẩn mình giữa dãy núi Himalaya hùng vĩ, nơi mà con người có thể tìm được cảm giác thư thái, yên bình trong những tiếng chuông chùa. Không chỉ sở hữu những dãy núi cao và cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục, Tây Tạng còn nổi tiếng với những dấu ấn trong văn hóa và một lịch sử phức tạp. Nếu các bạn cũng đang tò mò và muốn khám phá về thánh địa Phật giáo này, thì đừng bỏ lỡ những thông tin thú vị trong video dưới đây của 5 phút thôi nha. Nằm trên cao nguyên Thanh Tạng, khu tự trị Tây Tạng trải rộng trên diện tích 1.228.400 km², tương đương với tổng diện tích của 4 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á là Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan. Tây Tạng giáp với khu tự trị Tân Cương về phía Bắc, giáp với tỉnh Thanh Hải ở phía Đông Bắc, giáp với tỉnh Tứ Xuyên về phía Đông và giáp với tỉnh Vân Nam về phía Đông Nam. Ở phía Nam, Tây Tạng có biên giới giáp với 4 quốc gia, bao gồm Ấn Độ, Nepal, Bhutan và Myanmar. Trước khi trở thành khu tự trị của Trung Quốc, Tây Tạng là một vùng đất bí ẩn và người dân ở nơi đây sinh sống trong một cộng đồng văn hóa và tôn giáo khác biệt với thế giới bên ngoài. Trước đây, Tây Tạng bao gồm 3 khu vực lịch sử là Amdo, Kham và Usang. Riêng khu vực Usang, nó bao gồm cả Engari và Vương quốc Guge trước đây. Năm 1949, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đánh bại Quốc dân Đảng và thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Chủ tịch Mao Trạch Đông ngay lập tức tuyên bố kế hoạch giải phóng cho Tây Tạng và bắt đầu tuyên bố rằng Tây Tạng là một phần của Trung Quốc. Trong khi nhiều người dân Tây Tạng bấy giờ cho rằng vùng đất của họ đã có một lịch sử độc lập lâu dài dưới sự lãnh đạo của các nhà lãnh đạo Phật giáo. Ngay sau khi chính quyền Trung Quốc kiểm soát khu vực này, họ đã chia tách Tây Tạng thành một phần của các tỉnh Thanh Hải, Cam Túc, Tứ Xuyên và Vân Nam. Riêng vùng lịch sử Usang và phần phía tây của khu vực Kham được Trung Quốc gọi là khu tự trị Tây Tạng và khu vực này chiếm chưa đến một nửa diện tích lịch sử của Tây Tạng. Lãnh tụ chính trị và tinh thần của Tây Tạng lúc bấy giờ là Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đã nổi dậy chống lại sự cai trị của Trung Quốc nhưng bất thành. Sau đó Lạt Ma đã phải ngụy trang thành một người lính để thoát khỏi thủ đô Lhasa và sống lưu vong tại Ấn Độ từ năm 1959 cho đến nay. Và kể từ đó, ngài hoạt động để thu hút sự ủng hộ của thế giới đối với sự tự trị về ngôn ngữ và văn hóa cho Tây Tạng, đồng thời duy trì một chính phủ lưu vong có trụ sở tại Ấn Độ. Chính phủ này được gọi là Cơ quan Trung ương Tây Tạng. Nói chung là việc hợp nhất Tây Tạng và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cho đến nay vẫn là một vấn đề gây tranh cãi, cả ở Tây Tạng và trên toàn thế giới. Trong các ấn phẩm của Trung Quốc thì họ sử dụng thuật ngữ Tây Tạng, có nghĩa là chỉ một vùng đất thuộc khu tự trị Tây Tạng. Còn người Tây Tạng sử dụng thuật ngữ này để chỉ 3 khu vực lịch sử của họ, tức là toàn bộ khu vực Tây Tạng trước cuộc xâm lược năm 1949 đến năm 1950. Hiện nay, khu tự trị Tây Tạng được chia thành 7 đơn vị hành chính, bao gồm 1 tỉnh và 6 thành phố cấp tỉnh. Ngoài ra, 2 khu vực biên giới Aksai Chin và Arunachal Pradesh vẫn là những khu vực tranh chấp giữa Trung Quốc và Ấn Độ suốt nhiều thập kỷ. Cụ thể, Aksai Chin hiện đang do Trung Quốc kiểm soát và họ sáp nhập khu vực này vào khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, cùng một phần nhỏ sáp nhập vào khu tự trị Tây Tạng. Còn Ấn Độ tuyên bố chủ quyền và xem nó là một phần của lãnh thổ liên bang Ladakh. Ngược lại, Arunachal Pradesh là một tiểu bang của Ấn Độ, nhưng Trung Quốc lại tuyên bố hầu hết lãnh thổ của bang này thuộc về Tây Tạng và đòi Ấn Độ trả lại. Trở về năm 1914, hầu hết lãnh thổ bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ ngày nay được chính phủ Tây Tạng nhượng lại cho đế quốc Anh theo điều ước Simla năm 1914. Nhưng sau khi Trung Quốc sáp nhập Tây Tạng thì họ không công nhận tính hợp pháp của hiệp định này và yêu sách chủ quyền hầu hết bang này với tên gọi Tạng Nam. Lhasa nằm ở vùng trung tâm Tây Tạng, là một trong 6 thành phố cấp tỉnh, đồng thời là thủ phủ của khu tự trị và cũng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Tây Tạng. Thành phố này có diện tích là 29.274 km². Tuy nhiên, khu vực dân cư sinh sống chủ yếu chỉ rộng 53 km². Nằm trên bờ bắc của dòng sông Lhasa, trong thung lũng thuộc dãy Himalaya, Lhasa là nơi mà đất trời dung hòa làm một, những ngôi chùa to lớn và uy nghiêm lúc ẩn lúc hiện trong những đám mây trắng khổng lồ. Ở Lhasa, bạn có thể ngồi dưới ánh nắng mặt trời, uống một tách trà bơ và ngắm nhìn những người hành hương quỳ lạy. Nhưng quan trọng nhất, Lhasa được xem là cội nguồn của Phật giáo, là nơi mà nhiều tín đồ Phật giáo trên thế giới đều mong một lần được hành hương về đất Phật linh thiêng và huyền bí này. Vào năm 641, khi vua Sông Sen Gampo lên ngôi và thành hôn với công chúa Văn Thành của nhà Đường, thì những công trình kiến trúc Phật giáo vĩ đại cùng những tác phẩm mỹ thuật về Đức Phật bắt đầu được xây dựng rộng rãi ở Tây Tạng. Lhasa chính thức trở thành thủ phủ của Tây Tạng vào đời Đạt Lai Lạt Ma thứ 5
sau khi vị Lạt Ma này giữ quyền cai trị Tây Tạng từ năm 1642. Đạt Lai Lạt Ma thứ 5 hay Lobsang Gyatso có lẽ là vị sư nổi tiếng nhất. Ông vẫn còn được người dân Tây Tạng tôn trọng gọi là Đại sư thứ 5, đồng thời là vị Lạt Ma đầu tiên khởi xướng chế độ tăng lữ chính quyền, nắm giữ quyền cai trị Tây Tạng. Kể từ đây, Đạt Lai Lạt Ma chính là người lãnh đạo tinh thần, tôn giáo cũng như chính trị tại Tây Tạng. Ngày nay, Lhasa vẫn còn lưu giữ nhiều công trình Phật giáo cổ kính. Điển hình nhất trong số những công trình đó là cung điện Potala, với hai màu sắc đặc trưng là đỏ và trắng, nằm uy nghi và huyền bí trên đỉnh Hồng Sơn. Được xây dựng từ năm 1645, và phải mất 50 năm thì công trình vĩ đại này mới được hoàn thành. Potala vốn được xây dựng nhằm mục đích làm nơi ở cho các vị Đạt Lai Lạt Ma vào mùa đông. Cung điện có tổng cộng hơn 1.000 phòng, bao gồm cả khu sinh hoạt, phòng trưng bày, nhà nguyện và nhiều ngôi mộ hoành tráng. Tiếp đến là đền Giao Khang, nằm ở thành phố Bà Kho. Khu đền này được xây dựng trong khoảng từ năm 639 đến năm 647 sau Công Nguyên và được xem là linh thiêng nhất Lhasa. Tại đây, vào bất cứ thời gian nào trong ngày cũng có hàng nghìn người mộ đạo kính thành quỳ bái theo nghi thức ngũ thể thập địa trước ngôi đền để tỏ lòng thành kính trước Đức Phật vĩ đại. Đây là nghi thức phổ biến và quen thuộc đối với các tín đồ Phật giáo ở Tây Tạng. Còn quảng trường Lhasa là nơi tập trung đông người dân địa phương và du khách du lịch qua lại. Nhưng điều này cũng không hề ảnh hưởng tới sự yên tĩnh và không khí linh thiêng của các ngôi chùa gần đó. Thác nước của châu Á. Nhìn trên bản đồ có thể dễ dàng nhận thấy khu tự trị Tây Tạng nằm gọn trong cao nguyên Thanh Tạng, một vùng cao nguyên rộng lớn ở Trung Á và được bao quanh bởi những khối núi khổng lồ với độ cao trung bình trên 4.500m so với mực nước biển. Cho nên cao nguyên này thường được gọi là nóc nhà của thế giới hay là cực thứ ba trên địa cầu. Nhìn chung, khu tự trị Tây Tạng có đền cao ở phía Tây và thấp dần về phía Đông. Phần phía Bắc của Tây Tạng tương đối bằng phẳng, cho nên khu vực này còn được gọi là lưu vực núi cao hay Quang Tàng. Nó bị giới hạn bởi dãy núi Côn Lôn ở phía Bắc và kéo dài hơn 1.300 km từ Tây sang Đông, ở độ cao trung bình là 5.000m so với mực nước biển. Mặc dù Quang Tàng không có bất kỳ hệ thống sông nào, nhưng có các hồ nước mặn rải rác. Lớn nhất là hồ Selinko và hồ Namuko. Trong đó, hồ Namuko là hồ nước mặn cao nhất trên thế giới có diện tích bề mặt trên 500 km2. Diện tích chính xác của hồ này là 1.940 km2. Không chỉ sở hữu cảnh quan tuyệt đẹp và là điểm hành hương của bất kỳ du khách nào đến được đất nước Tây Tạng, mà Namuko còn là một trong 4 hồ nước thiêng của Phật tử theo hệ Kim Cang Thừa, một nhánh của Mật Tông. Cho nên con người không được phép bước chân xuống hồ nước. Những người dân sống xung quanh hồ thường lấy nước ở đây về để thờ và chữa bệnh dựa theo truyền thuyết dân gian. Ở phía đông, độ cao của cao nguyên giảm dần, nhưng do các dãy núi ở khu vực này chạy theo hướng vòng cung và chia cắt các vùng đồng bằng, nên nó đã tạo ra những rào cản thương mại, cũng như đối với việc đi lại và thông tin liên lạc với các khu vực khác của Trung Quốc. Còn phía nam của cao nguyên là dãy núi trẻ Himalaya hùng vĩ, dài gần 2.500 km theo hướng Tây Đông, độ cao trung bình trên 6.000m. Trong đó, cao nhất là đỉnh Everest nằm trên biên giới giữa Trung Quốc và Nepal, được coi là nóc nhà của thế giới với độ cao 8.849m. Everest còn có tên gọi khác là đỉnh Chomo Lungma, theo tiếng Tây Tạng nghĩa là nữ thần địa phương. Vì vậy, trên một số bản đồ của Trung Quốc cũng thường ghi là ngọn thánh mẫu hoặc nữ thần. Tuy nhiên, khu vực đỉnh Everest đang là vùng tranh chấp lãnh thổ giữa Nepal và Trung Quốc. Các vấn đề xung quanh đỉnh Everest này thì các bạn có thể xem thêm video về Nepal 5 phút thôi để ở dưới bình luận nha. Ngoài ra, Tây Tạng còn được mệnh danh là thác nước của châu Á. Ở phía đông và phía nam của Tây Tạng là khởi nguồn của 10 hệ thống sông lớn. Một số phải kể đến bao gồm sông Hoàng Hà, sông Dương Tử, sông Mê Công, sông San Nguyên, sông Brahmaputra và sông Indus. Bởi vì ở đây có địa hình chủ yếu là núi cao và hiểm trở, với đất đai khô cằn và nhiệt độ lạnh giá. Phần lớn bề mặt cao nguyên có băng tuyết bao phủ trên 6 tháng và lượng mưa ở đây không đáng kể. Cho nên Tây Tạng là khu vực có khí hậu tương đối khắc nghiệt cho cuộc sống con người và là một trong những khu vực hẻo lánh nhất trên hành tinh. Khu vực tập trung đông dân cư nhất là phía đông và phía nam Tây Tạng, nơi có khí hậu dễ chịu hơn, các thung lũng giữa các núi có thể sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi. Nói chung là Tây Tạng đủ cao để khiến những người ở đồng bằng tới đây sẽ cảm thấy say độ cao do không khí ở đây khá loãng và hàm lượng oxy trong không khí chỉ bằng 64,3% so với vùng đồng bằng. Tuy nhiên, đối với những người sống ở Tây Tạng thì điều này khá là bình thường, do những người này có hệ tuần hoàn và tim mạch khỏe mạnh hơn người bình thường để thích ứng với môi trường có lượng oxy thấp. Điều này cũng đã hình thành nên nhiều nét văn hóa độc đáo và được định hình rõ ràng bởi độ cao của nó. Trong số 3.506.000 người sinh sống ở khu tự trị thì hơn 90% là người Tây Tạng.
Và nhóm người này được coi là một nhóm dân tộc thiểu số khác biệt trong văn hóa của Trung Quốc. Nhưng ngay cả trong Tây Tạng cũng tồn tại nhiều nhóm văn hóa và sắc tộc khác nhau. Theo truyền thống, tổ tiên ban đầu của người Tây Tạng là 6 nhóm người, được đại diện bởi 6 dải màu đỏ trên quốc kỳ Tây Tạng giai đoạn 1912 đến 1950. Đó là người Xê, người Mù, người Đông, người Tòng, người Rù và người Ra. Ngoài những nhóm chính này thì còn có một số nhóm dân tộc truyền thống khác, nhưng có dân số không đáng kể. Hầu hết người Tây Tạng thường theo Phật giáo Tây Tạng hoặc một tổ hợp của các phong tục truyền thống bản địa gọi là Bôn. Ngoài ra còn có một số ít người Tây Tạng theo Hồi giáo. Còn hầu hết người Hán ở khu tự trị Tây Tạng, họ chiếm hơn 8% dân số, là những người di cư gần đây. Bởi vì tất cả người Hán đã bị trục xuất khỏi Tây Tạng sau cuộc xâm lược của Anh. Nhưng con số thống kê này chỉ bao gồm những người có hộ khẩu ở Tây Tạng. Do nằm ở khu vực cao nguyên và có địa hình hiểm trở, cho nên trong suốt một thời gian dài, Tây Tạng bị cô lập với phần còn lại của Trung Quốc cũng như thế giới. Giao thông ở đây rất lạc hậu, chỉ dựa vào những con đường làm cầu nối với thế giới bên ngoài. Nhưng hiện nay, tình hình giao thông ở Tây Tạng đã có những thay đổi lớn. Một mạng lưới giao thông 3 chiều được hình thành, bao gồm cả đường bộ, đường sắt và đường hàng không. Tuy nhiên, các tuyến đường này chủ yếu tập trung ở thành phố Lhasa. Kể từ năm 2006, với việc khai trương tuyến đường sắt Thanh Hải Tây Tạng, khách du lịch có thể đi tàu thẳng đến Lhasa từ hầu hết các thành phố lớn ở phía đông đất nước, bao gồm cả thủ đô Bắc Kinh. Vận tải hàng không dân dụng cũng đã mở các đường bay nội địa đến Lhasa. Tuy nhiên, đường bay quốc tế thì chỉ có duy nhất một tuyến kết nối Lhasa với thủ đô Kathmandu của Nepal. Về kinh tế, theo số liệu năm 2020, tổng sản phẩm quốc nội của Tây Tạng là 27,59 tỷ USD. Theo đó, GDP bình quân đầu người là 7.869 USD. Nền kinh tế của Tây Tạng chủ yếu là nông nghiệp tự cung tự cấp. Do diện tích đất canh tác hạn chế, nghề nghiệp chính của người dân ở đây là chăn nuôi gia súc như cừu, dê, bò Tây Tạng. Trong đó, bò Tây Tạng đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của người dân ở đây. Không chỉ giúp canh tác nông nghiệp, giống bò này còn là nguồn cung cấp sữa, bơ và sữa chua trong khẩu phần ăn của người dân. Trong hoạt động du lịch, chúng còn đóng vai trò là nhân viên khuân vác, giúp du khách có thể đi bộ dễ dàng và thoải mái hơn, đặc biệt là trên hành trình leo núi Kailash Kora. Còn các loại cây trồng chính được trồng ở đây là lúa mạch, lúa mì, kiều mạch, khoai tây và các loại rau quả khác. Là một trong những khu tự trị phát triển du lịch bậc nhất Trung Quốc, Tây Tạng được xem là thánh địa của các đoàn leo núi, du lịch mạo hiểm, khám phá văn hóa, khoa học và hành hương. Đó là lý do tại sao hiện nay ngành du lịch đã trở thành một trong những ngành trụ cột kinh tế chính của vùng này và được chính quyền ở đây tích cực thúc đẩy phát triển. Riêng trong năm 2020, khu tự trị Tây Tạng đã đón hơn 35 triệu lượt khách du lịch, nhưng phần lớn là khách du lịch nội địa. Do du lịch ở Tây Tạng vẫn bị hạn chế đối với du lịch khách nước ngoài. Nếu bạn muốn tới đây thì điều bắt buộc đó là phải xin giấy phép nhập cảnh Tây Tạng và phải có hướng dẫn viên du lịch đi cùng trong suốt quá trình tham quan tại Tây Tạng. Thánh địa Phật giáo linh thiêng lâu đời. Phật giáo đứng đầu trong các tôn giáo và mang đậm dấu ấn văn hóa ở Tây Tạng. Đây là nơi sinh ra Mật Tông, là một tông phái của Phật giáo với văn hóa và phong cách đa dạng, cùng với các vị Đạt Lai Lạt Ma, hay còn gọi là Phật sống, được nhiều người tôn thờ. Người ta vẫn thường truyền nhau những câu chuyện huyền bí về các vị Đạt Lai Lạt Ma, là những hiện thân về lòng từ bi của chư Phật và Bồ Tát. Các vị Đạt Lai Lạt Ma có vị trí rất cao trong xã hội Tây Tạng, thậm chí còn có thể lãnh đạo nhân dân về mặt chính trị. Ngoài ra, một trong những điều khiến cả thế giới quan tâm tới các vị Đạt Lai Lạt Ma chính là sự tái sinh. Theo trang dalailama.com của Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, sau khi một vị Đạt Lai Lạt Ma từ trần, họ sẽ không chọn một người kế nhiệm mình. Cũng không phải chúng tăng chọn ra một người mới, mà chính họ sẽ tái sinh trong một thân thể mới, một kiếp sống mới, với một phần ký ức của kiếp trước còn nguyên vẹn. Hiện nay hiện tượng tái sinh vẫn còn là bí ẩn, gây ra không ít tranh cãi, nghi ngờ và thách thức các nhà khoa học tìm ra lời giải. Chỉ biết rằng, đối với người dân Tây Tạng, từ vị Đạt Lai Lạt Ma đầu tiên cho đến vị hiện tại, họ đã dùng sự từ bi và trí tuệ của mình giúp cho chúng sinh thoát khỏi khổ đau. Chỉ đường đi đến bờ giác ngộ, tất cả họ đều là minh chứng sống động cho truyền thuyết tái sinh, bí ẩn ở vùng đất linh thiêng Tây Tạng, nơi còn được mệnh danh là thánh địa Phật giáo thuần khiết và linh thiêng thuộc hàng bậc nhất thế giới. Vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 hiện tại, Tenzin Gyatso. Theo thời gian, các vị Lạt Ma vẫn tái sinh trong vòng luân hồi và hiện tại là vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 với tên gọi Tenzin Gyatso hay Đăng Châu Gia Mục Thố. Theo lời kể của chính anh trai Đạt Lai Lạt Ma Đăng Châu Gia Mục Thố, năm 1933, khi Lạt Ma thứ 13 qua đời, di thể của ngài đã tự quay đầu từ hướng đông nam sang hướng đông bắc. Mọi người đã theo dấu chỉ đó và tìm thấy hóa thân hiện sinh của ngài là cậu bé Lamo Đồn Đúc, sống tại khu vực Amdo.
ngày nay thuộc tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc. Cậu bé đó chính là vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 hiện tại. Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 được xem là một trong những nhân vật có ảnh hưởng rất lớn trên thế giới, đồng thời là một nhà lãnh đạo tinh thần mang đến nhiều ảnh hưởng sâu sắc và thúc đẩy con người phát triển nhận thức và đời sống tinh thần của nhân loại. Vào ngày 10 tháng 12 năm 1989, Lạt Ma đã tiếp nhận giải thưởng Nobel Hòa Bình trên tinh thần nhân danh những người bị đàn áp ở khắp mọi nơi, tất cả những ai đấu tranh cho sự tự do và hòa bình trên thế giới và đặc biệt là nhân dân Tây Tạng. Tiếp đến là khu tự trị Nội Mông Cổ, hay còn gọi là khu tự trị Nội Mông. Dù ít hay nhiều, chúng ta cũng đã từng nghe về Mông Cổ, quốc gia nổi tiếng với đế chế hùng mạnh nhất trong lịch sử. Bởi những điều phi thường mà họ làm chưa từng xuất hiện trong lịch sử và cũng khó tái hiện một lần nữa trong tương lai. Tuy nhiên, ít ai biết rằng phía bên kia lãnh thổ của Mông Cổ hiện tại có một vùng đất thuộc Trung Quốc nhưng lại có tên gọi khiến nhiều người lầm tưởng thuộc về Mông Cổ. Đó chính là Nội Mông, một trong năm khu tự trị thuộc Trung Quốc. Dù sở hữu đặc điểm địa hình và tên gọi khá tương đồng, nhưng thực tế đây là hai vùng đất hoàn toàn khác nhau. Ngày nay, Nội Mông thu hút khách du lịch bởi những cảnh quan thiên nhiên độc đáo, với những thảo nguyên mênh mông lộng gió, những sa mạc rộng lớn và đời sống bán du mục hoang dã của người dân ở đây. Nội Mông có tên chính thức là khu tự trị Nội Mông Cổ, thường được gọi tắt là Nội Mông, là một khu tự trị không giáp biển của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa hay Trung Quốc. Nội Mông khác biệt với Ngoại Mông, vốn là một thuật ngữ được Trung Hoa Dân Quốc và các chính phủ trước đây sử dụng chỉ khu vực ngày nay là quốc gia độc lập của Mông Cổ. Khu tự trị này có diện tích là 1.183.000 km², chiếm 12,3% tổng diện tích toàn Trung Quốc và có dân số là 25 triệu dân. Phía đông của Nội Mông tiếp giáp với các tỉnh Hắc Long Giang, Cát Lâm và Liêu Ninh. Phía nam và tây nam giáp với các tỉnh Hà Bắc, Sơn Tây, Thiểm Tây, Ninh Hạ và Cam Túc. Nội Mông cũng có 4.200 km đường biên giới quốc tế với Nga và Mông Cổ ở phía bắc. Khu tự trị Nội Mông Cổ được chia thành 12 đơn vị hành chính. Thủ phủ là thành phố Hô Hòa Hạo Đặc, có diện tích là 17.186 km² và dân số là 3.446.100 người, theo điều tra dân số năm 2020. Ngoài ra, thành phố này còn đóng vai trò là trung tâm hành chính, kinh tế và văn hóa của Nội Mông. Nét đặc trưng của thành phố hơn 400 năm tuổi này là sự pha trộn kiến trúc du mục Mông Cổ, kiến trúc Trung Hoa và Hồi giáo. Mọi biển hiệu trên đường phố cũng như các thông báo về giao thông vận tải công cộng đều được ghi bằng cả tiếng Trung lẫn tiếng Mông Cổ. Một trong những địa điểm nổi tiếng tại đây chính là chùa Đại Chiêu. Đây là một tu viện Phật giáo Tây Tạng thuộc phái Mũ Vàng Gelugpa và là ngôi chùa cổ nhất, to nhất trong thành phố Hô Hòa Hạo Đặc. Chùa được xây dựng vào năm 1580 trong triều đại nhà Minh và sau đó được sửa sang lại vào năm 1640. Người dân trong vùng gọi chùa Đại Chiêu là Kim Phật Tự hay chùa Phật Bạc, bởi ở đây sở hữu bức tượng Phật Thích Ca bằng bạc cao 2,5 mét, vô cùng quý hiếm. Một địa điểm khác chính là Phủ Công Chúa, được xây dựng từ hơn 300 năm trước, là dinh thự của Hòa Thạc Khắc Tĩnh Cai Cách, công chúa thứ 6 của vua Khang Hy nhà Thanh. Sau khi được gả cho Khách Nhĩ Khách Quận Vương, nàng đã mang kiến trúc nhà với sân vườn điển hình của triều Thanh tới đây để xây dựng dinh thự và nó trải rộng trên diện tích 18.000 m², lưu giữ tới 1.200 cổ vật có giá trị nghệ thuật, lịch sử và thẩm mỹ cao. Một điều thú vị của Hô Hòa Hạo Đặc đó chính là việc thành phố này được coi là kinh đô sữa của Trung Quốc, bởi nơi đây tập trung nhiều công ty sữa lớn. Niềm tự hào này có thể thấy ngang qua tượng đài sữa, một công trình điêu khắc hoành tráng bao quanh bởi vườn hoa xanh tươi được chăm sóc cẩn thận. Các món ăn đặc sản của Hô Hòa Hạo Đặc chủ yếu mang phong cách ẩm thực Mông Cổ với nhiều món ăn được làm từ sữa, bơ, phô mai và sữa chua. Lịch sử đau thương vùng Nội Mông. Kể từ thời tiền sử, Mông Cổ là nơi cư trú của các dân tộc du mục. Theo thời gian, họ hình thành các liên minh lớn. Đế quốc đầu tiên là Hung Nô, thành lập vào năm 209 trước Công Nguyên. Kế tiếp là Hãn Quốc Hồi Cốt, từ năm 745 đến năm 840 của người Uy Hủ. Sau này, người Khiết Đàn là hậu duệ của người Tiên Tỳ. Họ cai trị Mông Cổ thời nhà Liêu, từ năm 907 đến năm 1125. Sau đó, các bộ tộc Mông Cổ được thống nhất dưới thời của Thành Cát Tư Hãn và nổi lên mạnh mẽ là một đế chế hùng mạnh nhất lịch sử nhân loại. Sau khi ông mất, đế quốc bị phân chia thành 4 Hãn Quốc. Một trong 4 Hãn Quốc này là Đại Hãn Quốc, bao gồm đất tổ của người Mông Cổ và Trung Hoa. Đến thời của Hốt Tất Liệt thì được gọi là Nhà Nguyên. Sau thời kỳ đỉnh cao, Mông Cổ dần suy yếu và luôn bị các triều đại Trung Hoa nhòm ngó. Đến đầu thế kỷ thứ 17, Mông Cổ là một nước thuộc địa nửa phong kiến nằm dưới sự thống trị của triều Mạn Thanh. Dưới thời nhà Thanh, các
Các bộ lạc của Mông Cổ chịu sự quy phục ở Mạc Nam, tức phía nam sa mạc Gobi, được gọi là nội Chát Tát Khác Mông Cổ hay nội Mông. Còn các bộ lạc thuộc nhóm Khách Nhĩ Khách và Vệ Lạc Đặc ở Mạc Bắc thì được gọi là ngoại Chát Tát Khác Mông Cổ, tức ngoại Mông. Năm 1911, nhà Thanh đang đứng trên bờ vực sụp đổ, ngoại Mông tuyên bố độc lập. Vào năm 1924, dưới sự giúp đỡ từ Liên Xô, ngoại Mông tuyên bố là nước xã hội chủ nghĩa độc lập, tức nước Mông Cổ ngày nay. Còn nội Mông nằm dưới sự kiểm soát của Trung Hoa Dân Quốc. Tháng 4 năm 1947, Hội nghị đại biểu nhân dân nội Mông Cổ đã được tổ chức nhằm thông qua việc thành lập chính phủ tự trị nội Mông Cổ và đề cử Olan Phu làm chủ tịch chính phủ tự trị lúc bấy giờ. Khi nội chiến quốc cộng lần thứ hai kết thúc, Đảng Cộng sản Trung Quốc giành thắng lợi. Từ đây, nội Mông Cổ chính thức do Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tiếp quản. Trong thập kỷ tiếp theo, nội Mông Cổ được mở rộng địa giới hành chính và gần như tất cả các khu vực có người Mông Cổ chiếm đa số đều được nhập vào khu vực, tạo cho nội Mông có hình dạng thuôn dài như ngày nay. Khoảng nửa cuối năm 1967 đến tháng 5 năm 1969, trong lúc cách mạng văn hóa nổ ra tại Trung Quốc, thì tại nội Mông đã xảy ra sự kiện thanh trừng Đảng Nhân dân Cách mạng nội Mông. Theo đó, chính phủ Trung Quốc cho rằng Đảng Nhân dân Cách mạng nội Mông có ý đồ chia tách với Tổ quốc và hợp nhất với ngoại Mông, tức Mông Cổ, gây chia rẽ dân tộc. Vì vậy, chính phủ Trung Quốc đã phát động một cuộc đàn áp lớn chống lại người Mông Cổ và chính phủ của Olan Phu. Có rất nhiều cáo buộc về những tội ác mà chính quyền Trung Quốc gây ra cho nội Mông để hán hóa Mông Cổ, như cưỡng ép phụ nữ Mông Cổ kết hôn với người Hán hay thu mua để diệt giống chó và ngựa của Mông Cổ. Tuy nhiên, những cáo buộc này vẫn chưa được xác thực. Vùng đất có địa hình đa dạng. Nhìn chung, khu tự trị nội Mông Cổ có địa hình chính là cao nguyên, có độ cao trên 1.000m so với mực nước biển. Cao nguyên nội Mông là cao nguyên lớn thứ hai ở Trung Quốc sau cao nguyên Tây Tạng. Ngoài ra, ranh giới phía nam của nó cũng được hình thành bởi một loạt các dạng núi cao với độ cao trung bình từ 1.400 đến 1.800m thuộc về cao nguyên Hoàng Thổ. Ngoài cao nguyên, nội Mông còn có các vùng đồi núi, sa mạc, sông và các hồ nước lớn. Nhìn vào bản đồ địa hình, có thể chia lãnh thổ của nội Mông thành 3 phần là sa mạc phía Tây, thảo nguyên trung tâm và đồi núi ở phía Đông. Về phía Tây, địa hình chủ yếu là sa mạc rộng lớn, trải dài với những cồn cát cao. Đây là một khu vực khô cằn với lượng mưa thấp, ánh sáng mặt trời gay gắt. Vì khí hậu ở nơi đây cùng địa hình vô cùng khắc nghiệt nên diện tích trồng trọt tại khu vực này rất ít. Người dân chủ yếu sống theo lối sống du mục, họ chăn nuôi chủ yếu là lạc đà, cừu, dê dùng để lấy sợi, lấy sữa và thịt. Nổi tiếng nhất phải kể đến sa mạc Gobi. Đây là sa mạc lớn thứ hai tại châu Á sau sa mạc Ả Rập, với diện tích là 1.295.000 km² và trải dài trên lãnh thổ nội Mông và phía nam của đất nước Mông Cổ. Vào mùa hè, nhiệt độ ở Gobi rất khắc nghiệt, nhiệt độ có thể lên tới trên 40 độ C. Tuy nhiên, Gobi lại được xem là một sa mạc lạnh, bởi vì vào mùa đông thường xuất hiện sương giá và đôi khi có tuyết rơi trắng xóa bao phủ các đồi cát. Ngoài sa mạc Gobi, nơi đây còn nổi tiếng với sa mạc Ba Đan Cát Lâm, với những đụn cát cao tới 500m và được biết đến là sa mạc lớn thứ ba tại Trung Quốc. Với diện tích là 49.000 km², sa mạc này trải dài từ tỉnh Cam Túc tới khu tự trị Ninh Hạ Hồi và khu tự trị Nội Mông. Do có phong cảnh hấp dẫn nên ở đây đã thu hút hàng nghìn lượt khách du lịch mỗi năm. Nếu như trên thế giới có hồ nước Hồng ở phía tây Australia thì khu tự trị Nội Mông cũng có một hồ nước Hồng tương tự thuộc về sa mạc Ba Đan Cát Lâm. Đó là hồ muối đỏ Geletu, với sắc đỏ như màu máu, nằm giữa không gian chỉ toàn nắng gió và cồn cát. Theo truyền thông địa phương, hồ muối này là nguồn nước phục vụ cho người chăn gia súc trong vùng. Họ dùng nước trong hồ để làm thứ muối đỏ. Một số chuyên gia cho rằng, có thể trong hồ chứa một loại khoáng chất đặc biệt hoặc sự tồn tại của chi tôm ngâm nước mặn, loài sinh vật siêu nhỏ sống tại đó. Ở cực Tây Nam là rìa của cao nguyên Tây Tạng. Đây là nơi có đỉnh cao nhất của khu tự trị, đó là đỉnh Men Pik trên dãy núi Hê Lan, cao tới 3.556m so với mực nước biển. Và nó vẫn đang được đẩy lên do hoạt động kiến tạo. Ở khu vực trung tâm của khu tự trị được bao phủ bởi các thảo nguyên rộng lớn với những đồng cỏ xanh tốt bạt ngàn và không khí trong lành. Đây là khu vực có nền nông nghiệp phát triển nhất của nội Mông. Người dân chủ yếu sống vào nghề chăn nuôi trên các đồng cỏ với bò Tây Tạng, ngựa, cừu và dê. Ngoài ra, việc canh tác các loại cây trồng như lúa mì được ưu tiên hơn dọc theo các thung lũng sông. Trong đó, thảo nguyên Hulun Bia là một vùng đất chăn thả gia súc rộng lớn với diện tích khoảng 93.000 km². Tên của thảo nguyên này được ghép từ tên của hai hồ nước lớn là hồ Hulun và hồ Bia. Người dân sống ở quanh khu vực này tự hào khi Hulun Bia là một trong ba thảo nguyên đẹp nhất thế giới. Với hơn 3.000 con sông, 500 hồ nước lớn nhỏ và những cánh đồng cỏ, Hulun Bia giống như một tấm thảm cỏ xanh trải dài đến bất tận. Hiện nay, thảo nguyên Hulun Bia là nơi được bảo tồn tốt nhất Trung Quốc vì độ xanh tươi của các đồng cỏ tại đây.
Nội Mông có hàng nghìn sông và gần 1.000 hồ nước lớn nhỏ, trong đó có 107 con sông có diện tích lưu vực trên 1.000 km2. Sông lớn nhất tại Nội Mông là sông Hoàng Hà. Con sông này đã cung cấp nguồn nước dồi dào cho thảo nguyên trung tâm, góp phần giúp các cánh đồng cỏ ở đây luôn xanh tốt. Còn phía đông của khu tự trị thì bị chi phối bởi dãy Crater Khingan với độ cao từ 1.200 đến 2.035m so với mực nước biển. Tại đây, ngành lâm nghiệp và săn bắn đóng vai trò quan trọng đối với cuộc sống của người dân. Khu vực này có công viên rừng quốc gia Asan nằm ở phía đông nam của dãy núi Crater Khingan, được bao phủ bởi những khu rừng nguyên sinh. Du khách có thể chiêm ngưỡng cảnh quan tuyệt đẹp được hình thành bởi dung nham rắn chắc, bao gồm hồ Thiên Đường và rừng Sitanglin. Bên cạnh đó, khách du lịch cũng có thể tìm thấy suối khoáng và tất cả các loại động vật hoang dã tại đây. Do ảnh hưởng của vị trí và địa hình nên khí hậu của Nội Mông cũng rất phong phú và đa dạng. Nhưng nhìn chung, khí hậu ôn đới gió mùa lục địa vẫn là chủ yếu. Nhiệt độ trung bình hàng năm nằm trong khoảng từ âm 1 độ C đến 10 độ C. Vào mùa xuân thì nhiệt độ tăng dần và có nhiều gió lớn. Đến mùa hạ thì bắt đầu có sự ấm dần lên rõ rệt nhưng kéo dài không lâu. Mùa thu nhiệt độ ở đây giảm đi trông thấy, sương cũng đến sớm hơn. Cuối cùng, khi đông đến thì thời tiết trở nên lạnh giá khắc nghiệt và kéo dài với những trận bão tuyết diễn ra thường xuyên và nhiệt độ có thể xuống tới âm 23 độ C. Còn lượng mưa hàng năm ở Nội Mông chỉ dao động từ 100 đến 500 mm. Về kinh tế, do khó khăn trong việc trồng trọt, đồ ăn của vùng Nội Mông chủ yếu là các món ăn chế biến từ thịt bò rắc, thịt ngựa, thịt cừu, thịt dê và lạc đà, cùng các chế phẩm từ chúng như sữa và mỡ động vật. Nội Mông có nguồn tài nguyên phong phú, đặc biệt là than đá, khí đốt tự nhiên và có nhiều mỏ niobi, zirconium và berylli tự nhiên hơn bất kỳ khu vực cấp tỉnh nào của Trung Quốc. Nội Mông cũng là một cơ sở sản xuất than quan trọng. Khu tự trị này cùng với Sơn Tây và Thiểm Tây là các tỉnh sản xuất than chính của Trung Quốc. Và ngành công nghiệp ở Nội Mông phát triển chủ yếu xung quanh việc khai thác than, sản xuất điện, các ngành liên quan đến lâm nghiệp. Năm 2021, GDP của khu tự trị Nội Mông Cổ lên tới 312,77 tỷ USD và là một trong số các đơn vị hành chính cấp tỉnh có GDP bình quân đầu người cao nhất của Trung Quốc, lên tới 12.511 USD. Cũng như phần lớn các khu vực khác ở Trung Quốc, tăng trưởng kinh tế đã kéo theo sự bùng nổ về xây dựng, bao gồm cả phát triển thương mại mới và các khu chung cư lớn. Về văn hóa và ngôn ngữ, đa số người dân ở Nội Mông lại chính là người Hán, chiếm 79,5% dân số, tiếp đến là người Mông Cổ, chiếm 17,11% dân số. Phần còn lại là người các dân tộc khác như người Hồi, người Đạt Oát Nhĩ. Là khu tự trị của người Mông Cổ, nên ngoài tiếng Trung thì tiếng Mông Cổ cũng là ngôn ngữ chính của khu vực. Tiếng Mông Cổ được dạy trong các trường học bằng cách sử dụng hệ thống chữ viết dọc truyền thống được giới thiệu ban đầu bởi Thành Cát từ Hán. Vào tháng 8 năm 2020, một động thái của chính phủ Trung Quốc nhằm thay thế tiếng Mông Cổ bằng tiếng Trung trong 3 môn học ở cấp tiểu học và trung học cơ sở đã gây ra các cuộc phản đối trong cộng đồng dân tộc Mông Cổ. Những người coi đây là một phần của chiến lược có chủ đích của chính quyền trung ương để đàn áp và cuối cùng xóa bỏ bản sắc văn hóa của họ. Ngày nay, Phật giáo Tây Tạng đã để lại một dấu ấn hữu hình trong văn hóa Mông Cổ, đặc biệt là trong lĩnh vực nghệ thuật tôn giáo, kiến trúc, âm nhạc và giảng dạy. Trong khi nhiều tu viện và đền thờ đã bị phá hủy trong cuộc cách mạng văn hóa của Trung Quốc từ năm 1966 đến năm 1976, thì một số cơ sở tôn giáo vẫn tồn tại và Phật giáo Tây Tạng vẫn thu hút nhiều tín đồ ở Nội Mông. Cùng với Phật giáo, thì Đạo Hồi và Cơ Đốc giáo cũng là một phần quan trọng trong đời sống tín ngưỡng của người Mông Cổ. Bản thân Thành Cát Từ Hán được một số người tôn thờ như là tổ tiên và thờ cúng tại các đền thờ Thành Cát Từ Hán khác nhau. Những bí ẩn dị thường tại Nội Mông. Ngoài sở hữu cảnh quan thiên nhiên đa dạng, nơi đây còn được biết đến với những điều bí ẩn. Đầu tiên, phải kể đến công trình địa chất tuyệt mật Nội Mông 723 và những thám hiểm kỳ lạ ở đó. Năm 1962, công trình địa chất Nội Mông 723 được triển khai nhằm khảo sát, tìm kiếm khoáng sản, mỏ quặng tại vùng đất rộng lớn này. Thế nhưng không biết trong quá trình khảo sát ấy, các nhà khoa học đã đào bới hay tìm kiếm được gì mà sau 2 tháng, công trình Nội Mông 723 đột ngột bị dừng lại và đưa vào nội dung tuyệt mật của quốc gia. Vì công trình ấy đã trở thành tuyệt mật, cho nên đến tận bây giờ cũng không ai biết sự thật đằng sau câu chuyện đó là gì. Năm 1907, một số người nước ngoài tiến hành khảo cổ tại Nội Mông phát hiện có dã nhân ở khu vực này. Sau đó, rất nhiều chuyên gia nước Nga đã đến đây thám hiểm. Đáng tiếc kết quả mà họ thu được không khả quan. Tuy nhiên một vài chục năm sau, Nội Mông lại có thêm một câu chuyện lạ về những bộ xương hóa thạch khổng lồ. Đó là vào năm 1982, tại Nội Mông, người ta khai quật được 8 bộ hải cốt. Điều bất thường là những bộ hải cốt ấy đều có chiều dài tới 4 mét,
sau khi khai quật, nhưng bộ xương ấy được chuyển đến đâu cũng lại là một bí mật. Điều tồn tại duy nhất là những bức ảnh cũ được lưu chuyển trên mạng mà thôi. Tuy nhiên, những khám phá mang tính khảo cổ nói trên vẫn chưa phải là điều bí ẩn nếu so sánh với hồ kinh dị Chát Hán Cung, nằm gần sa mạc Hun Sản Đắc, tức Hôn Thiện Đạt Khắc. Hồ có diện tích không lớn, đường kính chỉ khoảng 30m, nhưng độ sâu thì chưa đo đạt được con số cụ thể. Vào mùa đông, khi mặt hồ đóng băng, đã có người từng thử khoét một lỗ trên mặt băng và thả dây để đo độ sâu của hồ, nhưng rốt cuộc, hết cuộn dây cũng vẫn không chạm tới đáy. Người bản địa phỏng đoán độ sâu của hồ tối thiểu cũng phải 20m. Lý do mà người dân bản địa đặt tên cho hồ như vậy là vì nhiều gia súc, thậm chí cả con người khi tiến lại gần hồ uống nước mà vô tình rơi xuống thì đều biến mất. Vào thập niên 90, tại hồ Chát Hán Cung đã xảy ra liên tiếp sự cố khủng khiếp. Tổng cộng đã có 300 con ngựa, 500 con bò, 25 người mất tích tại đây. Tiếp đến là khu tự trị Ninh Hạ, hay đầy đủ hơn là khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ. Đây là khu tự trị có diện tích nhỏ nhất và bí ẩn nhất trong số 5 khu tự trị của Trung Quốc. Ninh Hạ, vùng địa lý đặc biệt. Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ nằm trong vùng Tây Bắc Trung Quốc với diện tích chỉ 66.400 km2. Điểm rộng nhất là 250 km từ Đông sang Tây và dài nhất 456 km từ Bắc xuống Nam. Toàn bộ khu tự trị nằm ở độ cao từ 1.100 đến 2.200 m so với mực nước biển. Đây là khu tự trị nhỏ nhất trong số 5 khu tự trị ở Trung Quốc và đứng thứ 21 về diện tích của đất nước này. Phía đông, khu tự trị Ninh Hạ tiếp giáp với tỉnh Thiểm Tây, ở phía bắc tiếp giáp với khu tự trị Nội Mông Cổ, còn phía tây và phía nam là tỉnh Cam Túc. Địa hình của Ninh Hạ tương đối phức tạp, với đặc điểm là cao ở phía nam và thấp dần về phía bắc, nhìn chung khá khô hạn. Đất đai chỉ tươi tốt ở những vùng mà sông Hoàng Hà chảy qua, và có thể chia khu tự trị này làm 3 vùng chính, bao gồm vùng đồng bằng phía bắc, vùng khô hạn trung tâm và vùng núi phía nam. Ở phía bắc với dòng Hoàng Hà chảy qua đã bồi đắp lên một vùng đồng bằng ven sông rộng lớn. Lớn nhất và quan trọng nhất là đồng bằng Ngân Xuyên, có diện tích khoảng 5.600 km2 và nằm trong vùng ôn đới lục địa. Do có đủ ánh sáng cùng hệ thống kênh đào thủy lợi dày đặc nên đồng bằng Ngân Xuyên có thể canh tác nông nghiệp với các loại cây trồng như lúa mì, đậu tương cùng các loại cây trồng khác trên quy mô lớn. Đây cũng là cơ sở sản xuất ngũ cốc quan trọng ở Tây Bắc Trung Quốc. Ngoài ra, ở phía tây vùng đồng bằng còn có dãy núi Hê Lan. Đây là một dãy núi nằm giữa khu tự trị Nội Mông và khu tự trị Ninh Hạ với tổng chiều dài 270 km. Và điểm cao nhất là núi Ao Bao, cao 3.556m so với mực nước biển. Vùng núi này có rất nhiều thắng cảnh đẹp của Ninh Hạ như khu lăng mộ Hoàng gia Tây Hạ, chùa đôi Bai Si Khâu. Năm 1988, Trung Quốc đã thành lập khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Hê Lan tại vùng núi này. Tuy nhiên, với sự phổ biến ngày càng tăng của các loại rượu Ninh Hạ, chính quyền Trung Quốc đã chấp thuận cho phát triển vùng căn cứ phía đông của dãy núi Hê Lan như một khu vực thích hợp để sản xuất rượu vang. Ở trung tâm của khu tự trị là vùng đất khô hạn. Đây là một vùng ít mưa, địa hình chủ yếu là đồng cỏ rộng lớn. Theo báo cáo, khoảng 34% tổng bề mặt của khu vực khô hạn là các đồng cỏ, nên việc chăn nuôi gia súc theo kiểu du mục và bán du mục khá phát triển. Hai loại gia súc được chăn thả nhiều nhất là cừu tan và dê Zhongwei. Đây đều là hai giống đặc trưng của Trung Quốc và hàng năm đều cho sản lượng lông, sữa và thịt cao. Tuy nhiên, từ năm 2002, chính quyền Ninh Hạ đã thực hiện lệnh cấm chăn thả gia súc để bảo vệ hệ sinh thái của các đồng cỏ. Ở phía nam, trải rộng trên diện tích 30.400 km2, chiếm khoảng 58,8% diện tích của Ninh Hạ là khu vực núi cao. Khu vực này nằm trong phạm vi của cao nguyên Hoàng Thổ với những dãy núi cao có độ dốc lớn và bị xói mòn nghiêm trọng. Cùng với đó là nguồn nước khan hiếm nên nơi đây được cho là khắc nghiệt với sự tồn tại của con người. Tại đây có dãy núi Lưu Pan kéo dài từ Ninh Hạ tới Đông Cảm Túc và đến phía tây tỉnh Thiểm Tây. Độ cao trung bình của Lưu Pan là 2.500m, trong đó điểm cao nhất là Min Gang thuộc Ninh Hạ, cao 2.942m so với mực nước biển. Lưu Pan là một dãy núi lớn được nhắc đến lần đầu trong cuốn Sơn Hải Kinh. Đây là một dãy núi có vị trí chiến lược quan trọng nên các đời đế vương Trung Hoa và Mông Cổ từ Tân Thủy Hoàng, Lưu Biểu, Tào Tháo, Đường Thái Tông, Thành Cát Từ Hãn, Hốt Tất Liệt đều cho xây dựng các căn cứ quân sự tại vùng núi này. Lưu Pan cũng chính là nơi Thành Cát Từ Hãn chút hơi thở cuối cùng. Ngoài các dạng địa hình trên, ở Ninh Hạ còn có một phần là sa mạc, trong đó lớn nhất phải kể đến sa mạc Yangtze với diện tích 42.700 km2. Tuy nhiên, phần lớn sa mạc này thuộc về khu tự trị Nội Mông Cổ và chỉ có một phần nhỏ thuộc về khu tự trị Ninh Hạ. Trong đó, Sa Pha Đầu là một địa điểm du lịch nổi tiếng và được xem là thánh địa của cát. Đây là một thắng cảnh được xếp hạng 5A, thứ hạng cao nhất của du lịch Trung Quốc.
Đến đây, bạn sẽ được ngồi trên những chiếc phao bằng da cừu, vượt sông Hoàng Hà và cưỡi lạc đà dạo quanh sa mạc. Vì nằm trong đất liền, cách xa đại dương 1.200 km, nên khu tự trị Ninh Hạ có khí hậu ổn đới lục địa. Vào mùa hè, nhiệt độ của Ninh Hạ có thể đạt tới 39 độ C. Trong khi đó, mùa đông, nhiệt độ nơi đây có thể hạ xuống dưới mức đóng băng và nhiệt độ thấp nhất từng đo được là âm 30 độ C. Lượng mưa trung bình hàng năm ở đây dao động từ 190 đến 700 mm và lượng mưa tập trung chủ yếu ở phía nam của khu vực. Ninh Hạ, quê hương của nhà Tây Hạ. Ninh Hạ từ lâu đã có con người sinh sống, bằng chứng là vào năm 1923, có hai nhà sinh vật học người Pháp đã tìm được một số công cụ bằng đá cùng những hóa thạch động vật ở thủy động câu thuộc thời kỳ đồ đá cũ, có niên đại cách nay khoảng 3 triệu năm cho đến 10.000 năm và biến đó thành địa điểm khai quật sớm nhất của Trung Quốc. Cho đến nay, các hoạt động khảo cổ vẫn đang diễn ra. Vào thời nhà Minh, thủy động câu được sử dụng như một căn cứ quân sự phòng thủ dọc theo Vạn Lý Trường Thành. Nơi đây có rất nhiều cơ sở quân sự được xây dựng để ngăn chặn các cuộc tấn công của các bộ tộc du mục phương Bắc. Nếu là fan của Thiên Long Bát Bộ, một tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng của cố nhà văn Kim Dung, thì chắc hẳn các bạn đã rất quen thuộc với nhân vật Hư Trúc, một nhà sư với võ công thâm hậu. Sau này, Hư Trúc là phò mã của nước Tây Hạ, mà khu vực tự trị Ninh Hạ ngày nay chính là quê hương của nước Tây Hạ trước kia. Sẽ có nhiều bạn đang rất thắc mắc, liệu Tây Hạ có thật hay không? 5 phút thôi xin khẳng định là Tây Hạ là một nhà nước đã từng tồn tại trong lịch sử Trung Hoa. Ninh Hạ và các vùng phụ cận đã sáp nhập vào nhà Tần từ thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên. Đến thế kỷ thứ 11, nhà Tây Hạ hay Đại Hạ là vương triều do dân tộc Đảng Hạ sáng lập. Vương triều này tồn tại tương đối ngắn, từ năm 1038 đến năm 1227, trải qua 10 đời nhà vua và trị vì đất nước trong 189 năm. Nhà Tây Hạ tồn tại gần tương đương với nhà Lý trong lịch sử Việt Nam, từ năm 1009 đến năm 1225. Các nhà sử học Trung Quốc cho rằng, nhà nước phong kiến Tây Hạ có nền chính trị hoàn thiện, pháp luật nghiêm minh, họ còn sở hữu hệ thống chữ viết độc đáo riêng. Tới thế kỷ thứ 13, Tây Hạ đã bị Mông Cổ đánh chiếm, sau đó dưới thời nhà Minh và nhà Thanh sau này. Người Đột Quyết theo đạo Hồi bắt đầu di cư vào Ninh Hạ. Điều này đã tạo nên sự căng thẳng giữa người Hán và người Hồi trong nhiều thế kỷ sau. Sau khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập, thì đến năm 1958, Ninh Hạ chính thức trở thành khu tự trị ở Trung Quốc. Nhà nước Tây Hạ là một vương triều trị vì khá ngắn. Vương triều này dễ dàng bị lãng quên trong chiều dài lịch sử. Tuy nhiên, khu lăng mộ Hoàng gia Tây Hạ lại nổi tiếng là đứng vững với thời gian, thậm chí được mệnh danh là Kim Tự Tháp Phương Đông. Nằm cách Ngân Xuyên, thủ phủ khu tự trị Ninh Hạ 30 km, khu lăng mộ này trải rộng trên diện tích khoảng 53 km2. Đây là nơi yên nghỉ của 9 vị vua nhà Tây Hạ. Ngoài các lăng mộ của nhà vua, khu lăng mộ này còn có 271 ngôi mộ khác, họ là thành viên của hoàng tộc và quan lại. Các lăng mộ hoàng gia được sắp xếp theo thứ tự thời gian, theo chiều dài từ Nam ra Bắc. Theo tờ China News, điều khiến hậu thế vô cùng ấn tượng ở đây là 9 lăng mộ vua Tây Hạ được bố trí chính xác theo mô hình tròm sáu bắt đầu. Những ngôi mộ lân cận được sắp xếp theo bố cục chiêm tinh. Khu lăng mộ hoàng gia Tây Hạ chủ yếu được xây dựng bằng kỹ thuật xây dựng đất nện và được ghi nhận là cỏ không bao giờ mọc, chim không bao giờ đậu. Theo cuốn Tây Hạ Sử, những vị vua Tây Hạ luôn muốn ngăn việc cỏ dại mọc trên mộ để giữ được vẻ uy nghiêm bề thế, cũng như tránh việc cỏ dại cắm sâu rễ xuống đất gây ảnh hưởng đến độ chắc chắn của công trình. Để làm được điều này, người Tây Hạ đã dùng hai phương pháp. Thứ nhất, cho hoang thổ vào nồi hấp lớn, hấp chín để tiêu diệt hạt giống cây cỏ bên trong. Thứ hai, khử trùng hoang thổ, cho thêm dầu mè rồi bắc lên bếp xào. Dầu mè sẽ khiến cho các hạt giống còn sót lại không thể nảy mầm. Nhiều loài chim hoang dã như quạ và chim sẻ sinh trưởng rất nhiều ở vùng đất này nhưng cũng không bao giờ đậu vào những lăng mộ. Phải chăng loài chim này cũng biết kính nể vị vua phong kiến? Các nhà khảo cổ học, sử học và thần học đã lần lượt đưa ra ba lời giải thích như sau. Nhà khảo cổ học tin rằng chính kết cấu hình sao bắt đầu với nhiều lăng mộ xuất hiện dày đặc đã khiến những con chim cảm thấy bức bối, lo sợ mà không muốn đậu lại. Các nhà sử học thì tin rằng những người thợ xây dựng đã thêm một loại chất độc kỳ lạ nào đó vào đất đai nơi này khiến các loài chim tránh xa. Câu trả lời của các nhà thần học còn bí ẩn hơn. Họ đã tìm được một bức tượng gốm đầu hình Đức Phật, thân người Phượng Hoàng bên dưới lăng mộ. Các nhà thần học tin rằng đây là loài chim thiêng có sức mạnh thần linh, khiến những con chim ngoài tự nhiên phải sợ hãi bỏ chạy. Dù bí ẩn thế nào đi chăng nữa, thì những công trình còn tồn tại cho đến ngày nay đã cho thấy tổ tiên của người Ninh Hạ xưa kia có một nền văn hóa độc đáo và vô cùng phát triển. Dù hoàn cảnh chính trị có ra sao, thì người Ninh Hạ có quyền tự hào về tổ tiên của mình. Ninh Hạ, vùng văn hóa độc đáo. Theo kết quả cuộc tổng điều tra dân số lần thứ 7 của Trung Quốc, khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ có dân số là 7.203.000 người, trong đó người Hán là 4.613.000 người,
chiếm 64,05%, còn người Hồi là 2.524.000 người, chiếm 35,4%. Phần còn lại là các dân tộc thiểu số người Mông Cổ và người Nữ Trần. Trong lịch sử Ninh Hạ có rất nhiều tộc người. Cùng với sự phát triển của con đường tơ lụa nên giao thương giữa các nước rất thuận lợi. Vì vậy tôn giáo của Ninh Hạ cũng rất phong phú. Các tôn giáo như Phật giáo, Hồi giáo, Đạo giáo, Nho giáo, Công giáo đã sớm phổ biến ở Ninh Hạ. Trong đó hai tôn giáo lớn nhất là Phật giáo và Hồi giáo. Phật giáo được truyền đến Ninh Hạ thông qua con đường tơ lụa. Dưới thời kỳ Tây Hạ, Phật giáo được tôn làm quốc giáo. Hiện nay, các tín đồ Phật giáo ở khu tự trị này chủ yếu là người Hán và ở đây vẫn còn tồn tại những công trình Phật giáo quy mô lớn như di tích 108 Stupa hay hệ thống chùa hang Sumisan thời Ngụy Tấn. Giống như tên gọi của vùng đất này là khu tự trị Hồi giáo Ninh Hạ, cho nên Hồi giáo cũng là một tôn giáo phổ biến tại đây và tín đồ chủ yếu là người Hồi giáo theo dòng Sufis. Hồi giáo đã có mặt ở Ninh Hạ khoảng 600 năm trước, nhưng so với nhân chắc học thì người Hồi giáo ở Ninh Hạ lại hoàn toàn khác so với những người Hồi giáo ở Tân Cương. Người Hồi Duy Ngô Nhĩ Tân Cương thì có nhân chắc học ảnh hưởng của khu vực Tây Á, mắt to, xanh và sống mũi cao. Còn người Hồi Ninh Hạ lại có đặc điểm của vùng Trung Á như da sạm, mắt nhạt màu và họ luôn mang những bộ đồ thùng đặc trưng của đạo Hồi. Ninh Hạ là nơi sinh sống của nhiều cộng đồng dân tộc, cho nên nền ẩm thực của vùng đất này cũng rất riêng biệt. Chúng ta đã biết đến ẩm thực Trung Hoa sử dụng rất nhiều dầu mỡ, nhưng ẩm thực của Ninh Hạ thì lại khác, có nhiều rau xanh và hạn chế sử dụng dầu mỡ hơn. Ninh Hạ có rất đông người Hồi và người Hán, nên về cơ bản thì thực phẩm của người Hồi giống với người Hán nhưng khá khắt khe về thịt. Người Hồi chỉ sử dụng các loại thịt từ cừu, dê, bò, các loại gia cầm và cá. Đặc biệt là thịt cừu, đây là món ăn truyền thống nổi tiếng của người Ninh Hạ. Với thịt cừu ở Ninh Hạ mềm và được nấu theo nhiều cách khác nhau, như thịt cừu om nước tương, thịt cừu hấp hay thịt cừu nướng. Người Hồi ở Ninh Hạ không ăn các loại thịt từ lợn, chó, ngựa, lừa. Đặc biệt, nếu động vật được chế biến bởi các dân tộc khác hoặc qua đời tự nhiên thì người Hồi sẽ không ăn. Chỉ những con vật được chế biến từ những người Hồi giáo thì họ mới ăn. Người Hồi ở đây không thích uống rượu và hút thuốc, thay vào đó họ sử dụng trà như một thói quen hàng ngày. Phong cách ẩm thực Ninh Hạ cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi phong cách ẩm thực Bắc Kinh. Gần như tất cả các phương pháp nấu ăn đều giống nhau và chỉ khác nhau về nguyên liệu do các hạn chế về tôn giáo. Ngoài nền ẩm thực độc đáo, khu tự trị Ninh Hạ còn là quê hương của kỳ tử với 600 năm lịch sử trong loại quả này. Kỳ tử Ninh Hạ được các thương gia người Anh gọi là Viagra hoa quả vì công dụng đặc biệt của loại quả này. Ngoài ra, kỳ tử Ninh Hạ còn được xếp vào 5 loại đặc sản tượng trưng cho 5 màu sắc của ngũ hành là kỳ tử, lông cừu, rễ cam thảo, đá phai ca và đá hê lan. Trên khắp lãnh thổ Trung Quốc, hiện có 6 vùng trồng kỳ tử là Tân Cương, Thanh Hải, Nội Mông, Hà Bắc, Cam Túc và Ninh Hạ. Nhưng chỉ có kỳ tử Ninh Hạ là tốt nhất và có tác dụng làm thuốc. Kỳ tử là loại thuốc uống rất mát và bổ nên được rất nhiều nước ưa chuộng, trong đó có Việt Nam. Ninh Hạ, vùng đất của năng lượng. Ninh Hạ được biết đến với sự phong phú về nguồn ánh sáng, nhiệt, đất và khoáng sản. Ninh Hạ có hơn 50 loại khoáng sản đã được phát hiện, trong đó than đá là nguồn khoáng sản dồi dào nhất của khu vực này. Ninh Đông là khu vực tập trung nhiều than đá nhất của Ninh Hạ. Trữ lượng của các mỏ Ninh Đông hiện nay là 27,3 tỷ tấn, tuy nhiên trữ lượng dự kiến còn lớn hơn nhiều, khoảng 130 tỷ tấn. Ngoài ra, dầu khí cũng là loại khoáng sản tiềm năng của Ninh Hạ và có thể phát triển các ngành công nghiệp dầu mỏ, khí đốt tự nhiên và hóa chất. Ngoài dầu mỏ, khí đốt và than, Ninh Hạ còn đứng đầu Trung Quốc về trữ lượng thạch cao với khoảng 4,5 tỷ tấn và 1/2 trong số đó là thạch cao hiếm. Nhờ có nguồn khoáng sản dồi dào, nền kinh tế, đặc biệt là công nghiệp ở Ninh Hạ rất phát triển. GDP của Ninh Hạ năm 2021 đạt 452,3 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 68,96 tỷ USD và thu nhập bình quân đầu người của vùng này là khoảng 9.574 USD. Hiện nay, Ninh Hạ được chia thành 5 thành phố cấp địa khu bao gồm Ngân Xuyên, Thạch Trụy Sơn, Ngô Trung, Trung Vệ và Cố Nguyên. Trong đó Ngân Xuyên là thủ phủ, cũng là nơi phát triển nhất của Ninh Hạ. Ngân Xuyên là nơi đặt khu vực phát triển công nghệ và kinh tế Ngân Xuyên. Khu này được thành lập vào năm 1992. Cho đến nay, đây là một trong những khu công nghiệp lớn nhất vùng. Các ngành công nghiệp chính bao gồm sản xuất máy móc, thiết bị, vật liệu xây dựng, hóa chất và công nghiệp thực phẩm. Ngoài là một trung tâm công nghiệp, Ngân Xuyên còn là một thành phố văn hóa với diện tích 8.874 km2 và dân số khoảng 2.860.000 người. Ngân Xuyên trước đây từng là thủ phủ của nhà Tây Hạ, nên hiện nay thành phố đã cho phục dựng lại những kiến trúc của nhà Tây Hạ và địa điểm đó hiện nay là phim trường Tây Hạ. Đây là nơi phục dựng lại cuộc sống và kiến trúc của người dân thời Tây Hạ vốn đã bị mai một dần theo năm tháng. Đến đây,
chúng ta có thể chứng kiến những màn trình diễn về phong cách đánh trận hay những phong tục tập quán cùng trang phục của người Tây Hạ trước đây. Như các khu tự trị ở phía Bắc, cảnh quan chủ yếu là sa mạc và bán sa mạc, thì khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây ở phía Nam lại nổi tiếng với phong cảnh hữu tình, nét văn hóa đa dạng và nghệ thuật ẩm thực độc đáo. Nhắc đến Quảng Tây, người ta sẽ thường nghĩ ngay đến Quế Lâm, nơi thiên đường hạ giới, hay thành phố Nam Ninh hào hoa, náo nhiệt. Nằm ở phía Nam của Trung Quốc, Quảng Tây có tên gọi đầy đủ là khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Đây là một trong năm khu tự trị của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và có diện tích khoảng 237.600 km2, bằng khoảng 2/3 diện tích Việt Nam. Phía Tây khu tự trị giáp với tỉnh Vân Nam, phía Bắc giáp với tỉnh Quế Châu và tỉnh Hồ Nam, và phía Đông Nam giáp với tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc. Còn phía Tây Nam giáp với các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh của Việt Nam. Quảng Tây có đường bờ biển dài 1.500 km ở phía Nam, nằm trên vịnh Bắc Bộ. Trước thời phong kiến, Quảng Tây là một vùng đất của các bộ tộc Bách Việt sinh sống, và nó cùng với Quảng Đông tạo nên vùng Lưỡng Quảng. Vùng đất này chính thức thuộc về Trung Quốc từ năm 214 trước Công Nguyên, khi quân đội nhà Tần xâm chiếm hầu hết miền Nam Trung Hoa ngày nay. Cái tên Quảng Tây là cách gọi tắt của Quảng Nam Tây Lộ, và nó bắt đầu xuất hiện từ thời đại nhà Tống, từ năm 960 đến năm 1279, sau khi vùng Lưỡng Quảng được tách thành hai khu vực là Quảng Nam Tây Lộ và Quảng Nam Đông Đạo. Sau đó, Quảng Tây chính thức được đặt tên cho vùng đất Quảng Nam Tây Lộ vào thời kỳ nhà Nguyên, từ năm 1206 đến năm 1368, với ý nghĩa là vùng đất rộng lớn phía Tây Nam. Trong thời đại Trung Hoa Dân Quốc, Quảng Tây là đơn vị hành chính cấp tỉnh của Trung Quốc. Nhưng sau khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập, thì tới năm 1958, Quảng Tây được chuyển thành khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Và tên gọi tắt của khu tự trị này là Quế, lấy theo tên của một thành phố lớn, đồng thời cũng là thủ phủ cũ của khu tự trị này là Quế Lâm. Về thành phố này, Nam Phụ Thôi sẽ nói ở phần sau, bởi nó là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất của Trung Quốc. Dù là khu tự trị của người Choang hay còn gọi là người Tráng, nhóm dân tộc thiểu số đông nhất của Trung Quốc, nhưng nhóm này chỉ xếp thứ hai tại đây sau người Hán. Năm 2020, Quảng Tây có dân số là 50.127.000 người, thì 62,5% trong số đó là người Hán. Và người Choang, nhóm dân tộc thiểu số đông nhất, chiếm khoảng 31,3% dân số, tức khoảng hơn 15 triệu người, và hơn 90% người Choang ở Trung Quốc sống ở Quảng Tây. Họ tập trung chủ yếu ở miền Trung và miền Tây của khu tự trị. Còn lại là các nhóm dân tộc thiểu số khác, bao gồm cả một bộ phận nhỏ người Kinh có nguồn gốc từ Việt Nam. Các số liệu về người Kinh hay người Gin theo cách gọi của Trung Quốc sinh sống ở Quảng Tây dù không có con số chính xác, nhưng trong số khoảng 30.100 người sinh sống tại Trung Quốc thì có khoảng hơn 20.000 người là ở Quảng Tây, đặc biệt là ở các đảo Vạn Vĩ, Sơn Tâm và Vu Đầu thuộc khu vực quần đảo Gin, hay còn gọi là Tam Đảo. Quần đảo này nằm ngoài khơi thành phố Đông Hưng và cách cửa khẩu Móng Cái của Việt Nam chừng 20 km. Các con số này không bao gồm hàng chục nghìn công dân Việt Nam đang học tập và làm việc tại Trung Quốc. Do các hoạt động bồi đắp phù sa cũng như hoạt động lấn biển của Trung Quốc, cho nên hiện nay quần đảo Tam Đảo thực tế là một bán đảo nhô ra biển. Theo những người Kinh sinh sống tại đây, ngay từ trong gia phả, tài liệu và văn tự còn ghi lại, vào năm Hồng Thuận thứ 3 dưới thời nhà Lê Sơ, tức năm 1511 đến trước thời vua Tự Đức của nhà Nguyễn, thì vùng đất Tam Đảo này vẫn là lãnh thổ của Việt Nam. Sau này, theo Hiệp ước Pháp Thanh năm 1895, họ trở thành người nước khác trên chính quê hương mình. Trong hành trình đó, có khoảng hơn 100 người trong số 12 dòng họ khác nhau, bao gồm họ Tô, Đỗ, Nguyễn, Hoàng, Vũ, Bùi, Cao, Ngô, La, Cung, Khổng và Lương. Họ đều có gốc tích từ vùng đất Đồ Sơn, Hải Phòng. Còn lại số ít là có nguồn gốc từ một vài địa phương ven biển của Việt Nam di cư đến. Lịch sử của 12 dòng họ này khi gặp bão tố đã trôi dạt về Tam Đảo và khai hoang lập nghiệp tại đây đã được lưu thành câu ca. Ngồi dỗi kể chuyện ngày xưa, cha ông chuyển lại là người Đồ Sơn. Người dân ở đây ngày nay vẫn kể cho nhau nghe một câu chuyện truyền thuyết về ông cha khi tới vùng đất mới. Cụ thể, trong một lần đánh cá do mãi đuổi theo đàn cá xong, cha ông của họ đã lưu lạc đến Tam Đảo, lúc đó là một hòn đảo hoang vắng. Mãi đến những năm 60 của thế kỷ trước, Vạn Vĩ vẫn còn những rừng rậm, thân cây mấy người ôm không xuể. Bởi vậy, ngày nay ở những ngôi làng này, các kiều bào vẫn thuộc lòng câu ca dao: quê tôi là ở Đồ Sơn, theo đàn cá sú mới lên đầu rồi. Hiện nay, các dòng họ này đã có đời thứ 11, 12. Họ được coi là cộng đồng người Kinh chủ yếu còn mang nhiều bản sắc văn hóa Việt Nam, đồng thời là một trong 56 dân tộc của đất nước này. Tại Quảng Tây nói riêng và Trung Quốc nói chung, tên gọi Kinh tộc Tam Đảo có nghĩa là ba hòn đảo của người Kinh.
hiện vẫn được dùng tương đối phổ biến để chỉ cộng đồng người Kinh này, cũng như để chỉ địa bàn sinh sống tập trung của họ tại ba hòn đảo nói trên. Với lịch sử định cư trải dài qua hơn 500 năm, sẽ chẳng ai có thể nghĩ rằng tìm được một nét người Việt trên vùng đất này. Tuy nhiên, những người dân ở đây vẫn gìn giữ được tiếng mẹ đẻ và đủ những tập tục truyền thống của cha ông để lại. Vùng đất của những ngọn núi đá vôi. Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây nằm ở rìa đông nam của cao nguyên Vân Quý, cho nên địa hình khu vực này được bao quanh bởi các dãy núi và cao nguyên và thấp dần từ bắc xuống nam. Ở phía tây bắc của khu tự trị là một phần của cao nguyên Vân Quý. Đặc điểm của cao nguyên này là địa hình hiểm trở, bao gồm các đỉnh núi đá vôi dốc và các hẻm núi sâu, với độ cao từ 900 đến 1.800 mét so với mực nước biển. Còn ở phía bắc là dãy núi Nam Lăng. Đây là nơi có địa hình cao nhất của Quảng Tây, đó là đỉnh núi Kít Tèn, cao 2.142 mét so với mực nước biển. Về địa mạo của nó cũng khá giống với cao nguyên Vân Quý, nhưng mặt cấu trúc, dãy núi Nam Lăng rất phức tạp. Nó là kết quả của hai thời kỳ uốn nếp khác nhau kéo dài hàng chục triệu năm. Lần đầu tiên là ở nửa sau của kỷ nguyên Mesozoic, tức là cách đây khoảng 65 triệu năm. Nó tạo ra các nếp gập lớn dọc theo trục Tây Đông. Và trong thời kỳ thứ hai, nó tạo ra các nếp gấp theo trục Tây Nam, Đông Bắc và xếp chồng lên các nếp gấp trong thời kỳ đầu tiên. Do vậy, vành đai của dãy núi nằm trên một khu vực khá rộng lớn và trải dài khoảng 1.400 km. Nhưng nó không rõ ràng do có nhiều dãy núi phụ cắt ngang và nằm vuông góc với trục chính. Độ cao của dãy Nam Lăng cũng tương đối thấp và hiếm khi vượt quá 1.000 mét so với mực nước biển. Ở phía nam và đông nam của Quảng Tây là các vùng đất thấp nằm ở độ cao từ 450 mét so với mực nước biển trở xuống và chiếm khoảng 27% diện tích của khu tự trị. Đồng bằng này chủ yếu là các đồng bằng phù sa và các thung lũng. Nó phân bố chủ yếu dọc theo bờ các con sông lớn và trung bình. Trong đó, đồng bằng sông Tây Giang, một phụ lưu của sông Châu Giang, là đồng bằng lớn nhất với diện tích 630 km vuông. Nhìn chung, Quảng Tây được đặc trưng bởi dạng địa hình karst. Đây là hiện tượng phong hóa đặc trưng của những khu vực núi đá vôi bị bào mòn bởi nước. Với các đỉnh núi dốc nhọn, các hang động lớn, hố sụt và suối ngầm, nó chiếm 37,8% tổng diện tích của Quảng Tây, đặc biệt là ở vùng lân cận Quế Lâm. Địa hình karst Quảng Tây cùng với đỉnh Quý Châu và Vân Nam được công nhận chung là di sản thế giới của UNESCO vào năm 2007. Đặc điểm địa hình của Quảng Tây cũng thể hiện qua dòng chảy của các con sông. Tại đây có 986 con sông, có diện tích lưu vực trên 50 km vuông và tổng chiều dài là 34.000 km. Nó thuộc về hai hệ thống sông lớn là sông Châu Giang và sông Dương Tử. Hầu hết các con sông này đều nghiêng theo địa hình và chảy từ Tây Bắc xuống Đông Nam, tạo thành hệ thống sông hình đuôi gai, với Châu Giang là con sông chính và diện tích lưu vực của nó chiếm 85,2% tổng diện tích của Quảng Tây. Còn hệ thống sông Dương Tử phân bố ở phía Bắc của Quảng Tây và diện tích lưu vực của nó chiếm 3,5% tổng diện tích của khu tự trị. Hai hệ thống sông lớn này cũng kết nối với nhau qua kênh Đào Linh. Đây là con kênh nằm ở gần huyện Hình An và được xây dựng vào năm 215 trước Công Nguyên trong thời đại nhà Tần. Nó được xây dựng trên một tuyến đường thủy để hỗ trợ cho quân đội nhà Tần trong các chiến dịch chống lại nước Nam Việt. Trong thời kỳ nhà Hán, kênh đào là tuyến đường chính để kết nối miền Trung và miền Nam Trung Quốc. Do nằm ở vĩ độ thấp, đường chi tuyến Bắc đi ngang qua trung tâm và phía Nam giáp với đại dương nhiệt đới, cho nên Quảng Tây thuộc vùng khí hậu gió mùa cận nhiệt đới. Mùa hè ở đây có thời gian nắng kéo dài, nhiệt độ cao, lượng mưa nhiều, còn mùa đông có thời gian nắng ngắn hơn, thời tiết khô ráo, ấm áp. Nhiệt độ trung bình hàng năm cũng ở mức 21,1 độ C và lượng mưa trung bình hàng năm cũng dao động từ 1.080 mm đến 1.730 mm, nên hoạt động sản xuất nông nghiệp có thể diễn ra quanh năm. Tuy nhiên, các luồng khí ấm và ẩm ở phía Tây Nam và khối không khí lạnh suy giảm ở phía Bắc hoạt động luân phiên đã khiến Quảng Tây chịu ảnh hưởng không ít bởi các hiện tượng tự nhiên như hạn hán, mưa lớn kèm gió mạnh, bão nhiệt đới, mưa đá và đôi khi là nhiệt độ xuống dưới mức đóng băng. Về kinh tế, Quảng Tây là con đường thông ra biển thuận lợi nhất của phía Tây Nam, đồng thời là ngã ba của nền kinh tế, bao gồm nền kinh tế dựa vào tài nguyên ở phía Tây Trung Quốc, nền kinh tế thị trường ở phía Đông Nam và là cửa ngõ vào Đông Nam Á. Cho nên kể từ năm 1949, Quảng Tây đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong phát triển kinh tế. Cùng với hoạt động thương mại thì các đập, kênh và hồ chứa cũng được xây dựng để hỗ trợ nền kinh tế nông nghiệp ở những khu vực khô hạn. Trên thực tế, Quảng Tây đã có thể tự túc được lúa gạo và thậm chí còn dư để bán sang Quảng Đông. Khu tự trị này là nơi có trữ lượng thiếc, mangan, indanium nhiều hơn bất kỳ tỉnh nào của Trung Quốc. Với 145 loại khoáng sản đã được tìm thấy, 97 loại đã được chứng minh là có nguồn gốc tại nơi đây. Cho nên Quảng Tây còn được gọi với cái tên quê hương của kim loại màu.
Ngoài ra, với diện tích rừng bao phủ đến 1/4 lãnh thổ, Quảng Tây còn được biết đến với vị thế là khu vực sản xuất gỗ và lâm sản quan trọng của quốc gia. Theo số liệu thống kê, tính đến năm 2020, GDP của khu tự trị này lên tới 351,02 tỷ USD, nhìn hơn một chút so với con số 340,82 tỷ USD của Việt Nam trong cùng năm. Nhưng do dân số chỉ bằng một nửa Việt Nam, nên GDP bình quân đầu người sẽ cao gấp 2 lần, cụ thể là 7.003 USD. Dù vậy, trong những năm gần đây, nền kinh tế của Quảng Tây đã sa sút so với ngày anh em sinh đôi giàu có là Quảng Đông. Tuy nhiên, khu tự trị này có kế hoạch phát triển thế mạnh riêng của mình. Do không có ngành công nghiệp sản xuất lớn như các tỉnh khác, cho nên Quảng Tây đứng thứ tư cả nước về tiết kiệm năng lượng và giúp phát triển hình ảnh xanh của quốc gia. Cùng với đó là việc sở hữu địa hình karst ngoạn mục cũng khiến cho khu vực này trở thành một trong những địa điểm du lịch lý tưởng nhất của Trung Quốc. Nhắc tới du lịch Trung Quốc, chắc hẳn các bạn đã từng nghe đến cái tên Quế Lâm, một địa điểm được mệnh danh là phong cảnh đệ nhất thiên hạ. Với diện tích gần 28.000 km², Quế Lâm là một thành phố nằm ở phía đông bắc khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Tên thành phố này có nghĩa là rừng quế, một loài thực vật có hoa mọc ở khu vực ven và trong nội thành của thành phố. Nổi tiếng là mảnh đất hai sông bốn hồ, Quế Lâm mang vẻ đẹp quá khứ cổ kính và khung cảnh thiên nhiên ngoạn mục. Nếu như hồ Quế là nơi bạn dừng chân để tận hưởng nếp sinh hoạt của người dân và ngắm nhìn nhật nguyệt song tháp với ánh đèn rực rỡ, thì tại dòng Ly Giang, bạn sẽ ngay lập tức được chìm đắm trong vẻ đẹp hiền hòa nhưng không thiếu nét mộng mơ của con sông. Khi đứng trên thuyền, bạn sẽ cảm nhận được trọn vẹn vẻ đẹp của dòng sông. Với 83 km sông chảy qua Quế Lâm, thì nơi đâu cũng là cảnh non xanh nước biếc, nước in bóng núi. Nhất là vào những ngày có mây, có thể nói dòng sông trông giống như một phiên bản đời thực của bức tranh thủy mặc. Ngay tại dòng Ly Giang này, bạn có thể ghé qua Vòi Voi. Tên gọi núi Vòi Voi bắt nguồn từ hình dạng khá giống một chú voi đang vươn vòi xuống dòng Ly Giang uống nước. Đặc biệt hơn là đoạn giữa thân và vòi voi tự nhiên này đã tạo thành một khoảng trống mang tên vô cùng thơ mộng là Động Thủy Nguyệt. Nếu như bạn đam mê lịch sử thì cũng có thể ghé qua Tĩnh Giang Vương Thành, điểm du lịch Quế Lâm có tuổi đời tới 650 năm và là một trong số những tòa thành có lịch sử lâu đời nhất Trung Quốc. Đây cũng chính là vùng đất của 14 đời phiên vương nhà Minh. Tĩnh Giang Vương Thành do cháu họ của Chu Nguyên Chương dựng nên từ năm 1372, ngay dưới chân núi Độc Tú, cũng là ngọn núi chủ của vùng đất này. Tương truyền từ xa xưa, nơi đây là điểm hội tụ linh khí đất trời nên vô cùng thiêng liêng. Quế Lâm không chỉ nổi tiếng với sông dài, núi cao hay những di tích lịch sử mà còn sở hữu công viên Thất Tình với diện tích rộng lớn, tọa lạc ngay khu phía đông dòng sông Ly Giang huyền thoại. Là khu vui chơi giải trí lớn nhất tại đây. Hàng năm công viên Thất Tình thu hút đông đảo du khách tới khám phá và thư giãn. Khi đến đây, bạn không chỉ được tận mắt ngắm nhìn các thung lũng yên bình bên dãy núi cao hùng vĩ mà còn được tìm hiểu và trải nghiệm hệ động thực vật phong phú cũng như nhiều di tích văn hóa giá trị. Công viên khổng lồ này còn có cây cầu hoa nổi tiếng và vườn thú Thất Tình xịn sò, bao gồm hàng trăm loài động vật sinh sống như gấu trúc, voi, lạc đà, khỉ, hổ. Ngoài ra, ở núi Thất Tình cũng có mấy chục hang động, trong đó động thạch nham Thất Tình là nổi bật nhất. Xưa kia, động nham thạch này còn được gọi là động Tây Hà. Tương truyền rằng, từ hơn 1.300 năm trước, sư tăng Đàm Thiên đã đến nơi này và ghi lại ba chữ Tây Hà Động. Ngoài những địa điểm trên, thì núi Mặt Trăng, ruộng bậc thang Long Tích, cây đại bồ đề Ước Nguyện, sông Ngộ Long, độc sáo trúc và làng chài cổ Hưng Bình cũng là những địa điểm nên ghé thăm khi tới Quế Lâm. Nếu đã tới Quảng Tây thì bạn cũng nên dành chút thời gian để tới Nam Ninh, thủ phủ khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Thành phố này được thành lập vào năm 1950 để thay thế thủ phủ cũ là thành phố Quế Lâm. Tuy nhiên, lịch sử của thành phố này cũng bắt đầu từ thời nhà Tần, cùng thời điểm với Quế Lâm. Khi đến đây, địa điểm đầu tiên bạn phải ghé qua đó là Quảng Trường Ngũ Tượng. Quảng trường này được xây dựng theo giấc mộng của Tân Thủy Hoàng. Có tổng cộng 5 chú voi và đài phun nước Ngũ Tượng. Công trình này có ý nghĩa bảo hộ cho Nam Ninh tránh nạn lũ lụt. Ngày nay, nó nhanh chóng trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng ở Quảng Tây Trung Quốc. Tại Nam Ninh cũng có một dòng sông đẹp không kém gì sông Ly Giang, đó là sông Ung Giang, một trong số những dòng sông được xem là đẹp nhất nhì ở Quảng Tây. Con sông này được xem như bà mẹ của Nam Ninh, nó duyên dáng đi ngang qua thành phố như một dải lụa xanh mềm mại. Nước sông xanh trong, hai bên bờ sông phong cảnh trù phú êm đềm. Đến đây, bạn có thể thuê thuyền để tham quan dòng sông. Một chuyến du sơn ngoạn thủy ở Ung Giang sẽ cho bạn kỷ niệm khó quên. Ở bên bờ phía bắc dòng sông Ung Giang ngoằn ngoèo, có một danh lam thắng cảnh nổi tiếng, đó là khu du lịch danh lam thắng cảnh Thanh Tú Sơn. Danh thắng này bao gồm những ngọn núi nhấp nhô, rừng cây xanh ngắt, hang động sâu thẳm, vách đá dốc đứng và nước suối trong vắt.
là khu danh thắng nổi tiếng nhất của thành phố Nam Ninh, cho nên nó còn được gọi bằng nhiều cái tên khác như Phổi Xanh của thành phố, Ngọc Bích của thành phố Xanh, Phượng Hoàng của dân tộc Choang. Cuối cùng là khu tự trị Tân Cương, một vùng đất bí ẩn sở hữu những kỳ quan của thế giới và những di tích lịch sử còn nguyên vẹn giá trị. Là một khu vực rộng lớn và dân cư thừa thớt ở phía tây bắc Trung Quốc, Tân Cương có nghĩa là biên cương mới hay khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương. Khu vực này có đường biên giới phía nam tiếp giáp với Ấn Độ và Pakistan, phía tây tiếp giáp với Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Afghanistan. Phía bắc tiếp giáp với Liên bang Nga, phía đông bắc tiếp giáp Mông Cổ. Còn phía đông và đông nam là ba vùng của Trung Quốc, bao gồm Cam Túc, Thanh Hải và khu tự trị Tây Tạng. Khu tự trị Tân Cương hiện nay là nơi sinh sống của 25.852.000 người và có diện tích khoảng 1.666.000 km², chiếm khoảng 1/6 tổng diện tích của đất nước Trung Quốc hiện nay. Điểm thấp nhất ở Tân Cương là Hồ Ây Đình, nằm ở phía nam của khu vực Tupan, với độ sâu 154m dưới mực nước biển. Đây là điểm thấp nhất trên đất liền ở Trung Quốc và là nơi thấp thứ hai trên thế giới sau biển chết. Còn điểm cao nhất ở Tân Cương là đỉnh Chogori hay đỉnh K2 thuộc dãy núi Karakoram, nằm ở biên giới giữa Pakistan và Trung Quốc với độ cao 8.611m so với mực nước biển, chỉ đứng sau đỉnh Everest. Vùng đất Tam Sơn giáp Lưỡng Bồn. Địa hình khu tự trị Tân Cương rất đặc biệt, có thể gọi đơn giản là Tam Sơn giáp Lưỡng Bồn, tức là ba dãy núi tiếp giáp với hai bồn địa, bao gồm dãy Côn Lôn ở phía nam, dãy An Tài ở phía bắc, bồn địa Tarim ở phía nam, cùng bồn địa Dung Gà ở phía bắc, bị ngăn cách bởi dãy Thiền Sơn ở giữa. Theo thông lệ, người ta thường gọi phía nam của dãy Thiền Sơn là Nam Tân Cương, phía bắc Thiền Sơn là Bắc Tân Cương. Được ví như trái tim của châu Á, là trung tâm giao lưu văn hóa đông Tây thời cổ đại, dãy Thiền Sơn ở Tân Cương được người Duy Ngô Nhĩ gọi là Tengri Tak, nghĩa là dãy núi thần linh. Nó trải dài trên 4 quốc gia là Trung Quốc, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Uzbekistan với tổng chiều dài 2.500 km. Trong đó, dãy núi ở phần lãnh thổ Trung Quốc kéo dài 1.700 km theo hướng Đông Tây và rộng từ 250 đến 300 km theo hướng Bắc Nam với độ cao trung bình từ 3.000 đến 5.000 m. Nằm giữa dãy núi Thiền Sơn ở Tân Cương ở độ cao khoảng 2.500 m so với mực nước biển và thuộc địa phận quận Bajin Bulak ở phía tây bắc của huyện Hà Kinh là đồng cỏ Bajin Bulak. Đây là đồng cỏ lớn thứ hai ở Trung Quốc và có diện tích 23.835 km². Nhờ lượng mưa dồi dào trong các năm qua đã khiến cho thảm thực vật ở đồng cỏ này trở nên tươi tốt. Cho nên khi đến đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những đồng cỏ bạt ngàn, những dòng sông được bao quanh bởi những ngọn đồi thoai thoải, cùng với đó là những đàn gia súc lên đến hàng ngàn con bên những túp lều vải tỏa khói của người dân du mục. Đồng cỏ Bajin Bulak cũng có hồ Swan. Đây là nơi sinh sống của quần thể thiên nga hoàng dã lớn nhất ở Trung Quốc và là khu bảo tồn thiên nhiên thiên nga lớn nhất ở châu Á. Cứ từ tháng 6 tới tháng 9 hàng năm, hàng ngàn con thiên nga lại đến đây để sinh sản. Có thể nói, Thiên Sơn chính là một trong những dãy núi lớn nhất thế giới với phong cảnh thiên nhiên đẹp mê đắm lòng người. Trên dãy núi Thiên Sơn còn có một hồ nước tự nhiên trong mắt. Mặt nước phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ, soi bóng dãy núi với rừng lá kim xanh bạt ngàn và đỉnh núi tuyết phủ trắng, đó là hồ Thiên Trì. Hồ Thiên Trì nằm ở độ cao 1.928m so với mực nước biển, trải dài 3,5 km từ bắc xuống nam, chỗ sâu nhất là 103m. Nước hồ có màu xanh biếc, tô điểm hài hòa với rừng tùng, rặng bách trên những dãy núi xung quanh. Những hàng cây vân sam xanh mướt bao bọc xung quanh hồ. Núi tuyết in bóng trên mặt hồ, phong cảnh hết sức tráng lệ. Vào năm 2013, hồ Thiên Trì cùng hệ sinh thái ở nơi đây đã được UNESCO vinh danh. Ngoài ra, khu tự trị Tân Cương cũng nổi tiếng với các sa mạc, diện tích sa mạc chiếm tới 2/3 tổng diện tích sa mạc của Trung Quốc. Trong đó, sa mạc Taklimakan bao phủ diện tích 337.000 km² của bồn địa Tarim. Đây là sa mạc lớn nhất ở Trung Quốc. Ở rìa phía bắc của sa mạc Taklimakan có một địa danh là Hỏa Diệm Sơn. Chúng ta vẫn nghĩ Hỏa Diệm Sơn chỉ có trong Tây Du Ký, nhưng thực ra đây là một địa điểm có thật. Hỏa Diệm Sơn vốn là một vùng đồi sa thạch màu đỏ thuộc dãy Thiên Sơn, có nhiệt độ luôn ở mức 40 đến 50 độ C. Bề mặt gồ ghề cùng nhiệt độ cao ngất ngưỡng khiến người ta dễ liên tưởng đến một vùng núi đang bốc cháy. Đến khu vực này chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng một nhiệt kế khổng lồ được mô phỏng theo như ý kim cổ bổng của Tôn Ngộ Không đặt gần kề Hỏa Diệm Sơn. Ngoài ra, chính quyền cũng cho tạo ra những bức tượng mô phỏng các nhân vật trong Tây Du Ký như bốn thầy trò Đường Tăng, Ngưu Ma Vương. Và đây cũng chính là nơi được chọn để quay bản Tây Du Ký năm 1986.
Còn lưu vực Dungga ở phía Bắc là một trong những bể trầm tích lớn nhất ở Tây Bắc Trung Quốc. Địa chất của bồn địa Dungga chủ yếu bao gồm đá trầm tích, với nền tảng là đá móng magma và đá biến chất. Do tác động của núi lửa và sự lắng đọng của trầm tích, cho nên đây là khu vực rất giàu tài nguyên thiên nhiên, ví dụ như dầu mỏ, than đá và các mỏ quặng. Tân Cương nằm cách xa đại dương, sâu trong lòng đất liền, có núi cao bao bọc nên những luồng khí từ đại dương không thể dễ tiếp cận. Do đó hình thành kiểu khí hậu ôn đới lục địa rất rõ rệt. Nhiệt độ chênh lệch giữa mùa hè và mùa đông ở Tân Cương là rất lớn. Vào mùa đông, nhiệt độ có thể giảm xuống tới âm 20 độ C trong bồn địa Dungga. Có tuyết rơi và sông hồ đều bị đóng băng. Trong khi đó mùa hè vùng Tân Cương lại có nhiệt độ khá cao, trung bình là 40 độ. Lượng mưa trung bình hàng năm ở Tân Cương là khoảng 150mm và thay đổi rất nhiều giữa các khu vực. Phía nam Tân Cương có lượng mưa ít hơn, với lượng mưa hàng năm dưới 100mm. Thậm chí ở trung tâm bồn địa Tarim, lượng mưa hàng năm chưa tới 20mm. Và vùng nội địa sa mạc thì quanh năm không có mưa. Tuy nhiên ở các vùng núi, lượng mưa sẽ nhiều hơn. Điển hình như dãy núi Thiên Sơn có lượng mưa trung bình hàng năm khoảng 500mm. Đặc biệt là khu vực gần với rừng Gông Nai Xỉ là khoảng 800mm. Về sông Ngòi. Dù có diện tích rộng lớn, nhưng tài nguyên nước của Tân Cương chỉ chiếm khoảng 3% trữ lượng nước của Trung Quốc. Toàn bộ khu tự trị Tân Cương chỉ có 570 con sông và chủ yếu là các dòng chảy được hình thành do tuyết tan chảy ở vùng núi. Trong đó lớn nhất là sông Tarim. Đây là con sông nội địa lớn nhất Trung Quốc và lớn thứ 5 trên thế giới. Sông Tarim bắt nguồn từ dãy Karakoram và chảy vào Lop Nu dọc theo rìa phía bắc của sa mạc Taklimakan. Nó có chiều dài 2.327 km và là con sông rất quan trọng trong đời sống của các dân tộc Tân Cương, bởi nó cung cấp nguồn nước tưới tiêu cho vùng đồng bằng và các ốc đảo ở khu tự trị này. Một lưu ý nhỏ cho những ai chưa biết thì Lop Nu là một nhóm các hố và hồ muối nhỏ nằm ở phía đông khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương. Đây chính là khu vực mà Trung Quốc đã thử thành công bom nguyên tử lần đầu tiên vào ngày 6 tháng 10 năm 1964. Dù tài nguyên nước khan hiếm là vậy, nhưng ở Tân Cương có hơn 18.600 sông bằng lớn với tổng diện tích lên tới 24.000 km², chiếm 42% diện tích sông bằng của Trung Quốc và trữ lượng băng có thể lên tới 258 triệu mét khối. Vùng đất của khoáng sản. Trữ lượng khoáng sản phong phú của Tân Cương được phân bố rộng rãi trong khu vực với 76 loại khoáng sản đã được xác định trữ lượng. Trong số đó, có 23 loại khoáng sản có trữ lượng lớn nhất trong 5 tỉnh và khu tự trị phía Bắc Trung Quốc và 8 loại có trữ lượng lớn nhất trong cả nước. Dầu mỏ, khí đốt tự nhiên, đồng và vàng, đất hiếm là những loại khoáng sản quan trọng nhất ở Tân Cương. Trữ lượng dầu mỏ tại đây được ước tính lên tới 8,68 tỷ tấn, khoảng 61 tỷ thùng và trữ lượng của khí đốt tự nhiên vào khoảng 2,5 tỷ mét khối. Tuy nhiên, trữ lượng đã được chứng minh là khoảng 10 tỷ thùng dầu, chiếm 40% và 75 tỷ mét khối khí đốt, chiếm 45% trữ lượng của quốc gia. Tài nguyên than của Tân Cương cũng được ước tính khoảng 2,19 nghìn tỷ tấn, chiếm 40% tổng trữ lượng của Trung Quốc. Tân Cương cũng cung cấp 45% sản lượng silicon đa tinh thể được sử dụng làm nguyên liệu thô cho ngành công nghiệp điện tử và điện mặt trời của thế giới. Cùng với sự phát triển kinh tế, nhu cầu khai thác quặng, dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ của Trung Quốc đã tăng đều đặn kể từ những năm 1990, khiến quốc gia này mở rộng hoạt động khai thác ở Tân Cương. Nhà máy lọc dầu Dushanji được Liên Xô xây dựng từ năm 1939, hiện là trung tâm của mạng lưới đường ống dẫn dầu từ Trung Á tới trung tâm công nghiệp ở miền Đông và miền Trung Trung Quốc. Năm 2020, Tân Cương có tổng sản phẩm khu vực GDP là 215,74 tỷ USD, đồng nghĩa GDP bình quân đầu người lên tới 8.664 USD. Tuy nhiên, GDP bình quân đầu người và tiền lương ở thành phố Karamay, một khu vực hành chính sở hữu các mỏ dầu lớn, và quận Dushanji, nơi có nhà máy lọc dầu Dushanji, ngang bằng với các đô thị lớn giàu có ở khu vực ven biển của Trung Quốc. Mặt khác, tại Nam Tân Cương, với 95% dân số không phải người Hán, được xếp vào hàng nghèo nhất Trung Quốc, họ chỉ có thu nhập bình quân đầu người bằng một nửa so với toàn bộ Tân Cương. Xứ sở trái cây. Dù có khí hậu khắc nghiệt, phần lớn đất đai là sa mạc và đồi núi hiểm trở, nhưng Tân Cương lại được mệnh danh là xứ sở của trái cây. Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng đó chính là sự kỳ diệu của các ốc đảo, dù chỉ chiếm khoảng 5% diện tích của Tân Cương. Nhưng các hoang mạc tiêu điều bao nhiêu thì ốc đảo trù phú bấy nhiêu. Tân Cương là trung tâm sản xuất của hơn 300 giống cây ăn quả. Người Duy Ngô Nhĩ có tình yêu đặc biệt đối với trái cây và thế giới trái cây của họ cực kỳ phong phú. Hầu hết các gia đình người Duy Ngô Nhĩ đều có vườn cây ăn trái, như các loại dâu tằm chín vào tháng 5, những vườn mơ vào tháng 6 và nhiều loại trái cây khác như đào, chuối, dưa lưới. Vào mùa đông, người Duy Ngô Nhĩ thường chế biến các loại trái cây khô như óc chó, mơ khô, hạnh nhân, nho, táo, lê
để có thể tích trữ qua mùa hè. Người ta ước tính rằng người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương tiêu thụ từ 100 đến 200kg trái cây vào mùa hè. Họ cũng thường xuyên sử dụng các loại trái cây trong các bữa ăn thay cho trà và cơm. Các bạn có bao giờ thắc mắc vì sao giữa một chốn khắc nghiệt như Tân Cương mà người ta lại có trái cây ăn đề huề như vậy không? Có bí quyết cả đấy nha. Vạn Lý Trường Thành vốn nổi tiếng là tòa thành dài nhất thế giới, nhưng tại Tân Cương có một hệ thống dẫn nước cũng dài không kém. Hệ thống dẫn nước này được người Duy Ngô Nhĩ gọi là Cares. Đây là một trong những công trình nổi bật của Trung Quốc và từng dẫn nước cho cả khu tự trị Tân Cương. Cares dẫn nước từ phía tây của trên núi Thiên Sơn tới các ốc đảo của Tupan. Để tránh nước bốc hơi dưới ánh nắng của mùa hè, các đường hầm ngầm đã được xây dựng để kết nối hơn 1.000 giếng nước khắp khu vực. Mỗi đường hầm có chiều dài từ 3 đến 30km. Vào năm 1784, hệ thống Cares có chiều dài lên tới 5.272 km. Với 1.237 km kênh dẫn nước chạy qua vùng bồn địa Tupan. Dòng nước này chảy trực tiếp qua các trang trại và vườn nho, trong khi nguồn nước sinh hoạt của người dân ở đây sử dụng từ 172.367 giếng nước khác nhau. Hệ thống Cares đã giúp vùng lòng chảo Tupan trở thành một ốc đảo dọc con đường tơ lụa huyền thoại. Nhờ có nguồn nước tinh khiết cho nên nho xanh của Tupan có vị ngọt đặc biệt. Và nơi đây cũng trở thành nơi sản xuất nho xanh khô lớn nhất thế giới. Tân Cương, nơi giao thoa văn hóa. Hiện nay, Tân Cương hiện có 47 dân tộc sinh sống. Mặc dù được gọi là khu tự trị Duy Ngô Nhĩ, nhưng từ năm 1954, hơn 50% diện tích đất của Tân Cương được cho là sở hữu của 13 nhóm sắc tộc, không phải là người Duy Ngô Nhĩ bản địa. Năm 1949, ước tính người Duy Ngô Nhĩ chiếm 76% dân số Tân Cương so với 7% người Hán. Đến năm 2018, theo số liệu chính thức, dân số người Hán đã tăng lên 40%, tương đương khoảng 9 triệu người. Ngược lại, tỷ lệ người Duy Ngô Nhĩ giảm xuống còn 51%, tương đương 12,7 triệu người, trên tổng số 24,9 triệu người sinh sống tại đây. Người Tân Cương, đặc biệt là con gái Tân Cương, có một vẻ đẹp rất mà mị với mái tóc màu nâu, mặt hơi xanh, sống mũi cao. Bằng chứng là Tân Cương đã sản sinh ra rất nhiều mỹ nữ người Duy Ngô Nhĩ được coi là tuyệt sắc gia nhân như Địch Lệ Nhiệt Bà, Cổ Lực Nai Chát hay Mạch Địch Na. Do có nhiều thành phần dân tộc nên Tân Cương là nơi đa dạng tôn giáo. Nhưng đạo Hồi vẫn có ảnh hưởng lớn nhất trong đời sống xã hội của Tân Cương và chiếm 58% số người theo tôn giáo ở đây. Ngoài ra, còn có một bộ phận dân cư theo các tôn giáo truyền thống Trung Hoa như Phật giáo Trung Hoa, Đạo giáo chiếm 41% dân số. Phần còn lại là một bộ phận nhỏ người dân theo Phật giáo Tây Tạng, Chính thống giáo Phương Đông, Công giáo. Hiện khu tự trị Tân Cương được chia thành 14 đơn vị hành chính, trong đó thành phố Urumqi hay Ô Lỗ Mộc Tể là thành phố lớn nhất và là thủ phủ của khu tự trị Tân Cương. Với dân số khoảng 4,05 triệu người, Urumqi là thành phố đông dân nhất miền Tây Trung Quốc. Thành phố này nổi tiếng là nơi có nền kinh tế phát triển thần tốc và hiện đang là nút giao thông của vùng. GDP của thành phố đạt khoảng 52,4 tỷ USD và GDP bình quân đầu người khá cao so với mức trung bình của khu tự trị, lên đến 12.950 USD. Thành phố này cũng nổi tiếng với những thắng cảnh vừa cổ kính vừa thơ mộng. Nổi tiếng nhất ở thành phố Urumqi là chợ quốc tế Tân Cương, được hoàn thành vào năm 2003, có diện tích gần 40.000 m² và được xây dựng nhằm tái hiện sự thịnh vượng của con đường tơ lụa cổ đại, đồng thời thể hiện các đặc điểm dân tộc mạnh mẽ và văn hóa khu vực của các vùng đất phía Tây Trung Quốc. Ngày nay, chợ quốc tế Tân Cương là phiên chợ của nhiều quốc gia, nơi giao lưu văn hóa, thương mại đa sắc tộc, bao gồm Pakistan, Tajikistan, Kazakhstan, Uzbekistan, Nga, Mông Cổ, Hàn Quốc và cả Trung Quốc. Do có lịch sử lâu đời, nên hiện nay Tân Cương tồn tại nhiều công trình kiến trúc lịch sử văn hóa nổi tiếng, có thể kể đến như thành phố đá Tajik Tashkogan. Thành phố này có niên đại khoảng 1.700 năm, nhưng mọi thứ vẫn được bảo quản tốt. Nhiều lớp tàn tích trong thành phố vẫn vẹn nguyên như cũ. Mọi người thường nói, bạn không được tính đã đến Tân Cương, trừ khi bạn đã đến Kasga. Mặc dù Tân Cương là một nơi rất đẹp, có nhiều khu vực nguyên sơ hiếm có, nhưng khi đặt chân tới tàn tích thành phố đá, bạn sẽ choáng ngợp trước những bức tường đổ nát mà lịch sử để lại. Theo truyền thuyết, nơi này được xây dựng từ thời nhà Hán và là một trong 36 vương quốc ở miền Tây. Theo các ghi chép lịch sử, thành phố đá được coi là kinh đô của vương quốc Zipantur, do tổ tiên người Tajik thành lập vào đầu công nguyên. Điều này cho thấy nơi này có lịch sử rất lâu đời. Tàn tích Subas, nơi lưu giữ di sản con đường tơ lụa. Từng là trung tâm của vương quốc Kucha thời cổ đại, tàn tích Phật giáo Subas nằm cách quận Kukwa, khu tự trị Tân Cương, 23 km về phía Tây Bắc. Trong tiếng Uyghur, Subas có nghĩa là nguồn nước. Tổng thể khu di tích rộng khoảng 190.000 m², được xây dựng theo phong cách Phật giáo Gandhara dưới thời Ngụy Tấn,
từ năm 220 đến năm 420. Tuy nhiên, ngôi đền đã bị bỏ hoang từ thế kỷ thứ 13. Trong khoảng 1.000 năm tồn tại, Subas đóng vai trò quan trọng trong giao lưu văn hóa Đông Tây. Tàn tích Subas là bằng chứng lịch sử quan trọng trong sự truyền bá Phật giáo dọc theo con đường tơ lụa. Vào thời kỳ thịnh trị của nhà Đường, từ năm 618 đến năm 907, Subas không chỉ là nơi sinh sống của 10.000 nhà sư, mà còn là điểm đến của đoàn người hành hương Phật giáo đến từ các quốc gia và nền văn hóa lân cận. Theo Đại Đường Tây Vực Ký, nhà sư Đường Huyền Trang đã đến vùng đất này trên hành trình sang Thiền Trúc kéo dài 19 năm. Tàn tích Phật giáo Subas là một thành phần quan trọng của con đường tơ lụa đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 2014. Làng Quỳnh Cố Thập tọa lạc tại Kaladala Siang, Tekes, Tân Cương. Ngôi làng Quỳnh Cố Thập này được bao quanh bởi núi, rừng và sông rất thơ mộng và đã được liệt vào danh sách các ngôi làng văn hóa lịch sử của Trung Quốc vào ngày 13 tháng 12 năm 2010. Có nhiều vật liệu để xây dựng nên ngôi làng này, nhưng chủ yếu bằng chất liệu gỗ, có giá trị lịch sử và văn hóa cao. Kiến trúc theo phong cách cổ điển, nằm giữa vùng thảo nguyên Tân Cương, càng nổi bật hơn bao giờ hết. Người dân nơi đây chủ yếu sống bằng nghề chăn nuôi cừu, dê, nên mỗi buổi chiều sẽ có từng đàn gia súc nối đuôi nhau về nhà. Đến với ngôi làng Quỳnh Cố Thập, du khách không chỉ được thiên nhiên tiếp đãi với những cảnh đẹp đến mê hồn, mà còn được trải nghiệm một cuộc sống bình dị và an yên đến kỳ lạ. Vừa rồi là toàn bộ thông tin mà 5 phút thôi tìm hiểu được về 5 khu tự trị của Trung Quốc. Các bạn thấy ấn tượng nhất với khu tự trị nào? Hãy để lại bình luận cho 5 phút thôi và mọi người cùng biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.